Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh, Tuyết Trang, Thu Hoàng, Hồng Vân, Khánh Hoàng, Mỹ Dung, Hiểu Hồ, Dominic X, Đỗ Phong và Quốc Đồng. Chương 70. Giê-xu tại thành phố ở bờ biển. Nhận được thơ có liên can tới Jonas. Giê-xu đang ở trong một thành phố tuyệt vời, ở bờ biển, với một cái vịnh thiên nhiên rất được che chở, có thể nhận nhiều tàu bè, và còn được làm cho an toàn hơn bởi một hệ thống bờ kè. Chắc hẳn nó cũng được sử dụng cho các đội quân, vì tôi thấy các chiến thuyền của Roma với lính tráng ở trên, họ lên đất để tàu nhẹ hay để củng cố cho các đồn trại. Hải cảng, tức là thành phố ở cảng, hơi nhắc tôi nhớ tới thành Naples với Vesuv bao quát ở trên. Giê-xu ngồi trong một căn nhà nghèo ở gần cảng, chắc chắn là nhà của một dân trại, có lẽ là bạn của Gioan hay Phêrô, vì tôi thấy họ tự nhiên trong nhà này và thân thiện với các người ở đó. Tôi không nhìn thấy người mục đồng Giuse, cũng không thấy Iscariot, ông vẫn còn vắng mặt. Giê-xu nói cách thân mật với những người trong nhà và những người khác đã đến để nghe người, nhưng đây không phải là một bài thuyết giáo thực sự. Đó là những lời để khuyên bảo, khích lệ, như một mình người có thể làm. Andre bước vào, dường như ông đi mua đồ ăn, vì ông cầm trong tay một ổ bánh. Ông ta đỏ rần khi tới gần họ, vì có lẽ việc lôi kéo sự chú ý của người khác là một cực hình cho ông. Ông xì xèo thì đúng hơn là nói. Thưa thầy, thầy có thể đi với con không? Có một tí gì tốt để làm và chỉ một mình thầy có thể làm. Giê-xu đứng dậy, cả đến không hỏi cái tốt đó là gì. Nhưng Phêrô hỏi: Chú dẫn người đi đâu? Người mệt và tới giờ ăn tối rồi, họ không thể chờ đến ngày mai sao? Không, phải làm ngay. Đó là... Nhưng nói đi, con linh dương sợ sệt. Quý vị coi, một người lớn to xác như ông mà lại có thể như vậy, giống như một con cá nhỏ mắc vào lưới. Andre càng đỏ rần hơn. Giê-xu bảo vệ ông bằng cách kéo ông sát vào người. Ông ta như vậy mà thầy thích ông. Hãy để yên cho ông làm. Em con giống như thứ nước tốt cho sức khỏe. Nó hoạt động dưới sâu, không ồn ào. Nó vọt ra khỏi đất như cái tia, nhưng ai đến gần thì được khỏi bệnh. Chúng ta đi, Andre. Con cũng đi. Con muốn coi xem ông dẫn thầy đi đâu. Phêrô đối đáp. Andre năn nỉ. Không, thầy ơi. Một mình thầy thôi. Nếu có ai khác thì không thể được. Đây là vấn đề của quả tim. Mà cái gì vậy? Bây giờ chú lại đóng vai phù rẻ. Andre không trả lời anh ông. Ông nói với Giê-xu. Đó là một ông muốn rảy vợ. Và con đã nói, con không biết xử lý thế nào. Nhưng nếu thầy nói, thầy, ôi, thầy sẽ thành công. Vì ông đó không độc ác,
Tại vì nhưng ông ta sẽ giải thích cho thầy. Giê-xu đi ra, không nói gì hết. Phê-rô ngập ngừng một lát, rồi ông nói. Nhưng tôi đi, tôi muốn coi ít nhất là học đi đâu. Và ông ra, mặc dầu những người khác bảo ông, không nên đi. Andre quẹo vào một ngõ hẻm, Phê-rô đi theo, ông lại quẹo nữa, đi tới một quảng trường nhỏ, đầy những đàn bà lắm mồm. Phê-rô vẫn bám sát. Họ đi qua một cái như cái cổng, dẫn vào một cái sân mênh mông. Chung quanh sân là những căn nhà thấp và nghèo. Tôi nói là cái cổng, vì nó có một cái vòm cung ở trên. Nhưng thực ra, đó chỉ là một lối ra vào. Phê-rô vẫn theo. Giê-xu cùng với An-rê vào trong một căn nhà nhỏ. Phê-rô dừng lại ở bên ngoài. Một người đàn bà thấy ông và hỏi. Ông là bà con của A-an-va và cả hai người đó nữa. Các ông đến đón bà. Im đi, con gà mái nắm mồm. Đừng để người ta thấy tôi. Làm cho một người đàn bà im lặng là chuyện hơi khó. Phê-rô đã nháy mắt lia lịa với bà. Nhưng bà đi nói với các bà lắm mồm khác. Và chỉ một lúc là ông Phê-rô tội nghiệp, bị một nhóm người bao vây, đàn bà, đàn ông, trẻ con. Và để áp đặt sự im lặng cho họ, thì sự ồn ào lại càng lớn hơn, và nó tố cáo sự hiện diện của ông. Phê-rô bức rứt, phẫn ý, nhưng ông không thành công. Từ trong nhà vọng ra giọng nói đầy đặn, êm đềm, bình an của Giê-xu, đồng thời với một giọng tan nát của một phụ nữ và giọng cứng rắn, khàn khàn của một đàn ông. Nếu bà ta luôn luôn là người vợ tốt, tại sao ông rảy bà? Bà có bao giờ thiếu sót đối với ông không? Thưa thầy không, con thề điều đó với thầy. Con yêu ông ta như con ngươi trong mắt con. Người đàn bà rên rỉ, người đàn ông vắn tắt và cứng cỏi. Không, bà không bao giờ thiếu sót điều gì ngoài việc son sẻ. Mà tôi muốn có con. Tôi không muốn sự nguyền rủa của Thiên Chúa trên tên tôi. Đó không phải là lỗi của vợ ông. Nếu bà như vậy, gia đình tôi kết án tôi như một tội. Họ thấy sự phản bội ở trong đó. Bà này, hãy chân thành. Trước đây bà có biết là bà bị như vậy không? Không, con thấy con cũng như mọi người đàn bà khác. Cả thầy thuốc cũng nói như vậy. Nhưng sao con không có con được? Ông thấy là bà đâu có phản bội ông. Và bà cũng khổ. Hãy trả lời thầy cách chân thành. Nếu bà là mẹ, thì ông có rảy bà không? Không, tôi thề điều đó. Tôi không có lý do. Nhưng vị Rabbi nói, và ông luật sĩ cũng nói rằng, trong gia đình, sự son sẻ là sự nguyên rủa của Thiên Chúa. Ông có quyền và có bổn phận phải cho bà tờ giấy ly dị và đừng làm khổ sự trưởng thành của ông bằng cách không có con. Tôi chỉ làm điều luật nói. Không, hãy nghe đây. Luật bảo không được gian dâm, vậy mà ông sắp sửa phạm. Giới răn nguyên thủy là giới răn đó, chứ không có giới răn nào khác. Nếu vì sự khe khắc của con tim quý vị, Môsê đã cho phép việc ly dị là để ngăn cản những kết hợp vô luân lý. Và vấn đề các vợ lẽ, bà nhỏ, là điều ghê tởm trước mắt Thiên Chúa. Rồi sự đồi bại của quý vị càng ngày càng nới rộng. Câu nói của Môsê tới nỗi đặt cái xiềng vô nhân đạo và cả những cục đá sát nhân là hoàn cảnh của phụ nữ hiện nay. Họ luôn luôn là nạn nhân của sự thống trị, sự phóng túng, sự câm điếc, sự đuôi mù của các ông trong vấn đề tình cảm. Thầy bảo ông,
không được phép làm điều mà ông muốn làm. Hành động này là một xúc phạm tới Thiên Chúa. Abraham có ly dị Sarah không? Và Jacob với Rachel, Encana với Anna, và Manoah với vợ ông? Ông có biết ông tẩy giả không? Có. Vậy mẹ ông đã chẳng son sẻ tới già trước khi sinh đấng thánh của Thiên Chúa. Cũng như vợ của Manoah lúc sinh Samson, Anna Encana sinh Samuel, Rachel sinh Yusa, Sarah sinh Isaac sao? Với sự tiết dục của người chồng, với tình thương của họ đối với kẻ son sẻ và sự trung thành của họ với lời hứa, Thiên Chúa ban thưởng một phần thưởng nổi tiếng qua mọi thế kỷ. Cũng như người ban nụ cười cho kẻ son sẻ buồn rầu, để họ không còn bị son sẻ, bị khinh dễ, nhưng được vinh quang trong chức làm này. Ông không được phép xúc phạm tới tình yêu của vợ ông. Hãy công chính và ngay thật, Thiên Chúa sẽ cho ông phần thưởng vượt quá công nghiệp của ông. Thưa Thầy, Thầy là người duy nhất nói như vậy. Con không biết. Con hỏi các tiến sĩ và họ bảo con hãy làm đi. Nhưng không một lời nào để nói cho con rằng Thiên Chúa thưởng cho kẻ sống tốt. Chúng con ở trong tay họ, và họ bịt mắt, bịt lòng chúng con lại bằng bàn tay sắt. Thưa Thầy, con không độc ác, xin Thầy đừng khinh bỉ con. Thầy không khinh bỉ con. Con làm Thầy thương con hơn là thương người đàn bà trong nước mắt này. Vì sự đau khổ của bà chấm dứt với sự sống của bà, và từ đó là lúc bắt đầu sự đau khổ của con và cho tới muôn đời. Hãy nghĩ tới điều đó. Không, nó sẽ không bắt đầu. Con không muốn. Thầy có thề với con trên Thiên Chúa Abraham rằng điều Thầy nói với con là sự thật không? Thầy là sự thật và sự thông biết. Ai tin vào Thầy thì sẽ có trong mình họ sự công bằng, khôn ngoan, tình yêu và sự bình an. Con muốn tin Thầy. Đúng, con muốn tin Thầy. Con thấy nơi Thầy có cái gì không có nơi những người khác. Đây, bây giờ con sẽ tới với Thầy cả và nói với ông: tôi không ly dị bà nữa, tôi giữ bà lại. Tôi chỉ xin cùng Thiên Chúa cho tôi cảm thấy ít đau khổ hơn khi không có con. Abba, đừng khóc, để anh nên tốt hơn, và em hãy tiếp tục yêu anh. Người đàn bà khóc mạnh hơn bởi sự trái ngược giữa đau khổ quá khứ với niềm vui hiện tại. Trái lại, Giê-xu mỉm cười. Đừng khóc, hãy nhìn Thầy. Hãy nhìn Thầy đây bà. Người đàn bà ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt sáng láng của Giê-xu qua làn nước mắt. Ông lại đây. Hãy quỳ đây, bên cạnh vợ ông. Bây giờ, Thầy chúc lành cho các con và thánh hóa sự phối hợp của các con. Hãy nghe. Lạy Chúa là Thiên Chúa Cha ông chúng con, người đã dựng nên Adam bằng bùn đất và cho ông được Eva làm bạn, để họ sinh sản cho Chúa đầy mặt đất, nuôi con cái trong sự kính sợ Chúa. Xin hãy xuống cùng với phúc lành và tình thương của Chúa để mở ra và làm sinh sản những tạng phủ mà kẻ thù cầm giữ đóng kín, để đem họ tới tội kết là gian dâm và thất vọng. Lạy Cha rất thánh, tạo hóa tối thượng, xin thương hai đứa con này, cho người đàn bà được sinh sản như một cây nho, cho người đàn ông là kẻ bảo vệ này, như người giám hộ nâng đỡ. Ôi sự sống, xin hãy xuống và ban sự sống. Ôi lửa nóng,
xin hãy xuống để sưởi ấm. Ôi sức mạnh, xin hãy xuống và hành động. Hãy xuống, hãy làm cho lễ ca tụng mùa gặt năm tới. Chúng dâng cho cha một bông lúa sống, đứa con đầu lòng của chúng, đứa con được dâng hiến cho cha. Thiên Chúa, đấng chúc phúc cho những kẻ trông cậy ở cha. Giê-xu đã cầu nguyện với giọng như sấm, hai tay để trên hai cái đầu cúi xuống. Người ta không thể không bao vây lấy người, và Phê-xu ở hàng đầu. Các con đứng dậy đi, hãy có đức tin và hãy thánh. Ôi, xin Thầy ở lại. Hai kẻ làm hòa sinh. Thầy không thể. Thầy sẽ trở lại nhiều, nhiều lần. Hãy ở lại, hãy nói cho chúng con. Đám đông kêu lên. Giê-xu chúc phúc không ngừng. Người hứa sẽ mau chóng trở lại. Và với đám đông nhỏ theo sau, người đi về căn nhà cho người chọn. Có người tò mò, thầy phải làm gì cho con đây? Người hỏi Phê-xu ở dọc đường. Cái gì thầy muốn? Nhưng trong khi chờ đợi, con đã tham dự. Người cho dân chúng đi. Họ bình luận về những lời họ đã nghe, rồi người vào trong nhà và ngồi vào bàn. Phê-xu vẫn còn tò mò. Thầy ơi, nhưng thực sự họ sẽ có một đứa con trai sao? Còn có bao giờ thấy thầy hứa một điều không xảy ra không? Có vẻ như con cho rằng thầy có thể dùng sự kính cẩn nơi cha để nói dối và làm thất vọng. Không, nhưng với mọi cặp vợ chồng, thầy có thể làm như vậy? Thầy có thể, nhưng thầy chỉ làm ở nơi nào thầy thấy người con có thể đẩy tới sự thánh hóa. Nơi nào nó sẽ là một trở ngại thì thầy không làm. Phê-xu lấy tay vo đầu tóc búi tiêu của ông và nín lặng. Nhưng đây, người một đồng như xe, ông ca đầy bụi bặm như người vừa đi đường xa. Con thế nào? Giê-xu hỏi sau khi đã hôn ông để chào. Con có những cái thơ cho thầy, mẹ thầy đã đưa cho con. Có một cái là của mẹ, chúng đây. Và Giuse trao ba ru lô da nhỏ, được buộc bằng sợi dây. Cuộn lớn nhất có con dấu niêm phong, những cuộn khác chỉ buộc dây. Cuộn thứ ba có con dấu đã mở. Cuộn này là của mẹ thầy. Giuse nói khi chỉ vào cuộn có buộc dây. Giê-xu dở ra và đọc, lúc đầu còn nhẹ nhẹ, rồi đọc lớn tiếng. Gửi con yêu của má, bình an và phúc lành. Vào những giờ đầu tiên của những ngày đầu tuần trăng Elul, có một người đưa tin từ Bethany đến với má. Đó là người một đồng Y-giá, người mà má đã gửi cho cái hôn bình an và khích lệ nhân dân con. Trong sự biết ơn của má, ông đã mang tới cho má hai cái thơ này mà má gửi cho con đây. Và ông nói miệng với má rằng, người bạn Lazaro ở Bethany, xin con chiều lời cầu xin của ông. Giê-xu rất yêu mến, con đáng chúc tụng. Và Chúa của má, má khẩn khoản xin con hai điều. Thứ nhất là con hãy nhớ rằng con đã hứa với má là sẽ gọi người má tội nghiệp của con đi để giáo huấn má về lời của con. Điều thứ hai là đừng về Nazareth mà không báo cho má biết trước. Thình lình Giê-xu dừng lại, đứng dậy, lại giữa Gia-cô-bê và Giu-đa, ôm ghì họ trong cánh tay người và kết thúc câu bằng cách nhắc lại thuộc lòng những lời. An-phê đã trở về lòng Abraham vào ngày trăng đầy sau cùng vừa qua, đám tang trong thành phố rất lớn. Hai người con khóc trên ngực Giê-xu. Người tiếp, vào giờ sau cùng của ông,
ông đã muốn gặp con, nhưng con ở xa. Dù sao, đó cũng là sự an ủi cho Maria, vì bác ấy thấy ở đó một bảo đảm về sự tha thứ của Thiên Chúa và cũng cho các cháu được bình an. Các con nghe không? Chính mẹ nói điều đó, và mẹ biết điều mẹ nói. Đưa cái thơ cho con đi, Jacobe năn nỉ. Không, nó sẽ làm con buồn. Tại sao? Mẹ có thể nói điều gì nặng nề hơn là cái chết của một người cha? Ông nguyền rủa chúng ta. Judah thở dài. Không, không phải vậy. Thầy nói vậy để không làm chúng con buồn, nhưng đúng là như vậy. Vậy đọc đi. Và Judah đọc. Giêsu, má xin con, và Maria cũng xin con, đừng về Nazareth trước khi xong kỳ tang. Tình yêu của những người Nazareth đối với Anphê làm cho họ thành bất công đối với con, và má con phải khóc vì vậy. Người bạn tốt Anphê, Anphê Sarah của chúng ta đã an ủi má và làm êm dịu người trong xứ. Có rất nhiều ồn ào về các lời tường thuật của Aser và Ismael về bà vợ của Chuja. Nhưng Nazareth bây giờ là cái biển bị động bởi nhiều luồng gió ngược chiều nhau. Con ơi, má chúc phúc cho con, và má xin con cho linh hồn má bình an và phúc lành. Bình an cho các cháu, má. Các tông đồ bình luận và an ủi hai anh em đang trong nước mắt. Nhưng Phêrô nói: Thầy không đọc hai thơ này à? Giêsu làm hiệu là có, và người mở thơ của Lazaro, người gọi Simon Zelot, và hai người đọc với nhau trong một góc. Rồi người mở rulo kia và họ cũng đọc. Hai người bình luận: Tôi thấy Zelot tìm cách thuyết phục Giêsu điều gì, nhưng ông không thành công. Giêsu cầm các rulo trong tay, trở về giữa phòng và nói: Hãy nghe đây các bạn, tất cả chúng ta hợp thành một gia đình duy nhất, và giữa chúng ta thì không có gì là bí mật. Về điều xấu thì giữ kín là vì tình thương, nhưng với điều tốt thì thật chính đáng để cho mọi người biết. Vậy hãy nghe điều Lazaro Bethany viết. Gửi Chúa Giêsu bình an và chúc tụng. Bình an và lời chào cho ông bạn Simon của con đã nhận thơ thầy, và với tư cách là tôi tớ, con đã dùng quả tim, lời nói và mọi phương tiện của con để làm vui lòng thầy, và được danh dự là một tôi tớ không hoàn toàn vô ích của thầy. Con đã tới nhà Doras, lâu đài của ông tại Jude, để xin ông bán cho con người đầy tớ Jonas như thầy ước ao. Con thú thực rằng không có lời xin của Simon, bạn trung thành của thầy, thì con sẽ không đối đầu với con chó rình hay nhạo báng độc ác và tai hại này. Nhưng vì thầy và bạn của con cảm thấy có khả năng đối đầu với cả ma quỷ. Con nghĩ rằng thầy ở rất gần những kẻ làm việc cho thầy, và do đó thầy bảo vệ họ. Chắc chắn rằng con đã được bảo vệ, vì trước mọi điều không tiên liệu con đã thắng cuộc thảo luận thật là gay go, và con rất nhún nhường trước những từ chối đầu tiên. Ba lần con phải cúi mình trước tên cai ngục toàn quyền này, rồi nó đòi con một thời gian chờ đợi. Sau cùng, đây là lá thơ thật đáng tên là một con rắn lục. Con khó có can đảm để nói với thầy hãy nhượng bộ để đạt mục đích, vì hắn không xứng đáng được có thầy. Nhưng trái lại,
Nếu từ chối thì lại không thể làm gì được. Con đã chấp nhận nhân danh thầy và con đã ký. Nếu con đã làm sai thì xin thầy hãy khiển trách con. Nhưng xin thầy tin là con đã làm hết sức có thể để phục vụ thầy. Hôm qua, một trong những môn đệ của thầy, một người Do Thái, đã đến nói với con rằng ông đến nhân danh thầy để biết xem có tin tức gì đem tới cho thầy không. Ông xưng tên là Judas Iscariot. Nhưng con thích chờ Isaac để mang thơ đến cho thầy. Con đã ngạc nhiên vì thầy đã sai một người khác, trong khi biết rằng mỗi ngày Sa-bát Isaac đều tới nhà con để nghỉ. Con không còn gì nữa để nói với thầy. Con chỉ xin hôn bản chân thánh của thầy. Con xin thầy hướng nó về nhà người tôi tớ và bạn Lazaro của thầy, như thầy đã hứa. Chào Simon, con xin gửi thầy, thầy và bạn cái hôn bình an, lời cầu xin phúc lành. Lazaro. Đây là cái thư khác. Chào Lazaro, tôi đã quyết định với một món gấp đôi như vậy thì anh sẽ được Jonah. Nhưng tôi đòi điều kiện này và tôi không thay đổi vì bất cứ lý do nào. Trước hết, tôi muốn rằng Jonah hoàn tất việc gặt hái năm nay, tức là ông bị giữ lại cho tới hết tuần trăng Tishri. Tôi muốn rằng chính Giê-xu Nazareth tới để nhận ông, và tôi xin ông ta vào dưới mái nhà của tôi để tôi được biết ông ta. Tôi muốn tiền được trả ngay sau khi ký giao kèo. Chào, Dora. Quỳnh mắc dịch. Fisher kêu lên. Nhưng ai trả? Ai biết ông ta đòi chúng ta bao nhiêu? Và chúng ta không có lấy một đồng. Chính Simon trả để làm vui lòng thầy và Jonas tội nghiệp. Ông chỉ nhận được một món người, không làm gì được cho ông. Nhưng ông tậu được một công phúc lớn ở trên trời. Anh? Mọi người đều kinh ngạc, kể cả hai con ông, Andrew, mà sự ngạc nhiên đã làm cho họ quên những đau khổ của họ. Chính anh ấy cũng thật chính đáng là sự việc được biết. Cũng thật chính đáng là người ta biết tại sao Judas Iscariot lại đến nhà Lazaro. Ai sai ông tới đó? Thầy à? Nhưng Giê-xu không trả lời cho Phê-rô, người suy tư và lo âu, người chỉ ra khỏi sự trầm tư để nói: Hãy cho Giuse ăn tối, rồi chúng ta đi ngủ. Thầy đi viết thư trả lời cho Lazaro. Isa, còn ở Nazareth không? Cùng ta chờ con. Tất cả chúng ta sẽ về đó. Ồ, không, mẹ thầy đã nói. Mọi người đều băn khoăn. Các con nín đi, đó là ý thầy. Mẹ thầy nói, bằng con tim yêu thương của mẹ, thầy phán đoán bằng lý lẽ của thầy. Thầy muốn làm công việc này trong khi Judas vắng mặt, và giơ bàn tay thân hữu ra cho hai anh họ Simon và Giuse, khóc với họ trước khi hết kỳ tan. Rồi chúng ta trở lại Capernaum, Genesaret, tóm lại là trên hồ, để chờ hết tuần trăng Tishri. Chúng ta sẽ mang hai bà Maria đi với chúng ta. Mẹ các anh cần tình yêu, chúng ta sẽ cho bà. Và mẹ thầy cần bình an, thầy là sự bình an. Thầy tin là ở Nazareth? Phêrô hỏi. Thầy không tin cái gì cả. À, được. Bởi vì nếu họ làm gì người, hay nếu họ làm đau cho người, họ sẽ có chuyện để làm với tôi. Phêrô nói. Ông hoàn toàn bơ phờ. Giê-xu vuốt ve ông.
nhưng người rất trầm tư. Tôi nói là bồn. Rồi người tới ngồi ở giữa Judah và Jacobe, ôm họ để an ủi họ. Những người khác nói nhỏ để không làm rộn nỗi đau của họ. Ai tuất không bờ, người yêu thương luôn an ủi hồn ai đang đau khổ. Nhờ Chúa nâng đỡ cho hồn nay lại thấy vui, an bình thêm hy vọng tin. Đang yêu đuối mà tôi chẳng đau lòng, và ai đâu đang vấp ngã mà tôi không lo lắng. Cầu Chúa ban sức thiêng, hồn kia được vững tin, quay về thêm trong gậy. Đang chia sẻ cuộc thống khổ của Ngài mà hân hoan trong thử thách và trung kiên theo Chúa, thì phúc ôi biết bao, vì Chúa khi tái lâm cho họ được dự phần vinh quang. Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Kitô. Chúc tụng dành người nguồn an ủi vô biên, người luôn nâng đỡ trong thử thách âu lo. Hầu ta biết đem lại an bình. I'm
cho anh em. Chương 71. Giêsu trong nhà Maria An Phê làm hòa với anh họ Simon. Chiều xuống giữa một hoàng hôn đỏ ối như lửa đang tắt và càng lúc càng tối cho đến khi có màu hồng tím. Một màu huy hoàng hiếm thấy, tô cho trời tây và phai đi từ từ cho tới khi biến mất trong bầu trời tối. Phía đông, các vì sao càng lúc càng tiến lên, cùng với mặt trăng đang kỳ tăng trưởng, đã tới phần tư thứ hai. Các nông dân vội vã về nhà, nơi các lò lửa tung lên những làn khói bên trên các căn nhà thấp của Nazareth. Giêsu sắp vào trong thành phố và trái với điều mọi người nghĩ, người không muốn ai báo tin cho mẹ người biết. Không có việc gì đâu. Tại sao lại lo trước? Người nói, đây, người đã ở giữa các căn nhà, có vài tiếng chào, vài tiếng xì xèo ở đằng sau, vài cái nhún vai thô lỗ, vài tiếng cửa đập rình khi nhóm tông đồ đi qua. Điệu bộ của Phêrô đúng là nên thơ, những người khác cũng hơi lo âu. Hai con ông Anphê đúng là hai kẻ bị kết án. Họ cúi đầu bước đi bên cạnh Giêsu, trong khi quan sát chung quanh, họ trao đổi cho nhau cái nhìn sợ sệt và đầy am hiểu cho Giêsu. Còn Giêsu, người như không có chuyện gì khác. Người trả lời cho các lời chào với sự tử tế thường xuyên của người. Người cúi xuống để vuốt ve những đứa nhỏ mà trong sự đơn sơ của chúng, chúng không vào phe với người nọ, người kia. Chúng luôn luôn làm bạn với Giêsu của chúng, kẻ luôn luôn yêu thương chúng. Một đứa trong bọn đúng là một ông nhỏ mập lùn, mới tối đa là 4 tuổi. Thấy Giêsu, nó liền buông vái mẹ và chạy đến với người. Nó giơ hai cánh tay nhỏ lên và nói, ẵm con đi. Khi Giêsu đã ẵm nó lên để làm vui lòng nó liền hôn người bằng cái miệng ngoan ngoét những thịt trái sung mà nó múc, và nó đẩy tình yêu tới chỗ tặng cho người một miếng sung khi nói, ăn đi, ngon. Giêsu cười nhận món quà là miếng mồi mớm của ông nhỏ lem luốc này. Isaac xách các vò ra phong tên. Thấy Giêsu, ông liền đặt các vò xuống và kêu, ôi lại Chúa con, và chạy đến gặp người. Bây giờ mẹ thầy trở về nhà rồi. Trước thì mẹ ở nhà chị dâu mẹ. Nhưng thầy đã nhận được thơ chưa? Ông hỏi. Chính vì nó nên thầy ở đây. Lúc này đừng nói gì với mẹ thầy hết. Trước hết, thầy vào nhà anh Phê đã. Isaac rất thận trọng, chị nói, con vâng lời thầy. Rồi ông cầm các vò nước và đi về nhà. Bây giờ chúng ta về. Các con, các bạn, hãy chờ chúng ta ở đây. Thầy chỉ nghĩ lại một lúc thôi. Không, chắc chắn là chúng con không vào căn nhà có tang, nhưng chúng con chờ thầy ở đó, ở bên ngoài, phải không? Phêrô nói. Phêrô có lý. Chúng con ở lại ngoài đường, nhưng không ở xa thầy. Giêsu nhượng bộ ý muốn tập thể, nhưng người mỉm cười nói, họ sẽ không làm gì thầy cả. Hãy tin đi, họ không độc ác, họ chỉ quá tình cảm theo nhân loại. Thôi chúng ta đi. Đây, họ ở trên con đường vào nhà. Đây, họ ở trước cổng vào vườn. Giêsu đi trước, đằng sau là Judas và Giacôbê. Đây, Giêsu ở trước cửa nhà bếp. Trong đó, Maria Anphê đang nấu ăn, bên cạnh lò lửa, vừa làm vừa khóc.
Trong một góc, Simon và Yuse với những người đàn ông khác ngồi vòng tròn. Trong đám họ có Anfe Sara. Họ ngồi yên lặng như những pho tượng. Tôi không biết, đây có phải là thói quen không? Bình an cho nhà này và cho linh hồn đã rời bỏ nó. Bà quá liền kêu thét lên và đẩy Giê-xu ra như một bản năng. Bà đứng giữa người và những người khác. Simon và Giuse đứng dậy, ảm đạm và sững sờ. Nhưng Giê-xu không tỏ ra là người nhận thấy thái độ thù nghịch của họ. Người đi lại với hai người. Simon, theo dáng dấp, thì vào khoảng 50 tuổi, có lẽ hơi hơn. Người đưa tay ra cho họ, trong cử chỉ mời gọi thân tình. Hai người càng sững sờ hơn bao giờ hết. Nhưng họ không dám làm một cử chỉ bẩn tiện. Anfe Sara run và thở hổn hển. Những người khác có thái độ khép kín, chờ xem chuyện gì xảy ra. Simon, từ nay anh là trưởng gia đình. Sao anh không tiếp đón tôi? Tôi đến khóc với anh. Tôi mong ước ở với các anh chừng nào trong đám tang. Nếu tôi ở xa, thì không phải là tại lỗi tôi. Simon, anh là người chính trực. Anh phải nói điều đó. Người đó vẫn đứng yên, rất dè dặt. Và anh, Yuse, một danh xưng rất chí thiết với tôi. Tại sao anh không nhận cái hôn của tôi? Các anh không cho phép tôi khóc với các anh sao? Cái chết là sợi dây buộc chặt những tình yêu thực. Chúng ta yêu nhau, tại sao bây giờ nó lại phải phân rẽ? Tại mày mà cha chúng tao chết trong hành hạ. Yuse trả lời cách cay cú. Và Simon, đáng lẽ em phải ở lại. Em biết rằng ông sắp chết, tại sao em không ở lại? Ông đang muốn gặp em. Em không thể làm cho ông điều gì hơn là điều em đã làm. Các anh biết rõ vậy. Simon chính đáng hơn. Ông nói, đúng vậy. Anh biết là em đã đến, nhưng ông đã đuổi em. Nhưng đó là một người bệnh, một người đau khổ. Em biết, nên em đã nói với mẹ anh và các em anh rằng em không oán ghét. Em hiểu con tim của ông. Nhưng bên trên tất cả còn có Thiên Chúa. Mà Thiên Chúa muốn sự đau khổ này cho mọi người. Với em, các anh hãy tin, em thấy đau như người ta giật của em một miếng thịt sống. Và cha các anh, trong sự đau khổ này, ông đã hiểu một sự thật lớn lao mà suốt đời ông không hiểu. Với các anh, bởi sự đau đớn này, các anh có khả năng là một hy sinh có sức cứu rỗi hơn hy tế một con bò non. Còn với Giuđa và Giacôbê, bây giờ là những người lớn, cũng được đào tạo như anh. Ôi anh Simon, vì họ đã trả đắt bởi bao là đau khổ họ chịu. Đau khổ đã nghiền họ như thớt cối đá, nó làm cho họ nên trưởng thành, và họ đã đạt tới tuổi trọn vẹn trước mắt Thiên Chúa. Ba đã thấy sự thật nào? Một sự thật duy nhất là má mụ của ông và giờ chó của ông đã thù hận với ông. Yuse trả lời gay gắt. Không, ở bên trên máu mủ còn có linh hồn. Ông đã hiểu sự đau đớn của Abraham, và vì vậy, ông đã có Abraham tới giúp ông. Giê-xu trả lời. Mong rằng điều đó là thật, nhưng ai bảo đảm điều đó cho chúng tôi? Em, Simona, và còn hơn em nữa là cái chết của ba anh. Ông đã chẳng tìm em sao? Anh đã nói. Anh đã nói, đúng vậy.
Ông đã muốn gặp Giê-xu. Ông đã nói: ước mong ít nhất là linh hồn ba không chết. Người có thể làm điều đó. Ba đã đuổi người nên người không tới nữa. Ôi, cái chết không Giê-xu đáng sợ chừng nào. Sao ba lại đuổi người? Đúng, ông đã nói vậy. Và ông còn nói: người đã hỏi ba bao nhiêu lần, cháu có phải đi không? Và ba đuổi người đi. Bây giờ người không tới nữa. Ông đã muốn em. Ông muốn em. Mẹ em đã sai người đi tìm em. Nhưng họ không tìm thấy em ở Capernaum. Và ông đã khóc biết bao. Ông đã thâu toàn sức lực sau cùng của ông để cầm tay mẹ em. Và ông đã muốn có bà ở bên ông. Ông chỉ nói được cách rất khó khăn. Nhưng ông nói: người mẹ thì cũng hơi hơi như người con. Ba giữ bàn tay của người mẹ để có một cái gì của người, vì ba sợ chết. Người cha tội nghiệp của tôi. Tiếp đó có một màn kiểu đông phương, những kêu than và những cử chỉ bộc lộ sự đau đớn mà mọi người đều tham gia, kể cả Judas và Jacob. Hai ông đã dám bước vào. Kẻ bình an nhất là Giê-xu. Người chỉ khóc thôi. Em khóc à? Vậy là em yêu ông? Simon hỏi. Ôi Simon, anh còn hỏi. Nếu em có thể, anh nghĩ rằng em cho phép có những đau khổ này sao? Em ở với Chúa Cha, nhưng không ở bên trên Chúa Cha. Em đã chữa những người sắp chết, nhưng em đã không chữa ông. Giuse nói cách chua chát. Ông không tin ở em. Đúng vậy, Giuse. Anh Simon của ông nhận xét. Ông không tin và không từ bỏ thù ghét. Em không thể làm gì được ở nơi có sự cứng lòng tin và sự thù ghét. Chính vì vậy mà em bảo các anh đừng thù ghét em các anh. Mẹ các anh tan nát vì sự thù ghét luôn luôn sống động này, hơn là bởi cái chết. Vì chết thì hết ghét. Với ba các anh thì thù ghét tắt đi trong bình an, vì nhờ sự ông ước ao gặp em, ông đã được Thiên Chúa tha thứ. Em không nói với các anh về em. Em không xin các anh điều gì cho em. Em ở trong thế gian, nhưng em không thuộc về thế gian. Kẻ nào sống trong em thì họ đền bù cho em hết những gì thế gian từ chối em. Em đau khổ trong nhân tính của em, nhưng em nâng tâm hồn lên bên trên trái đất để vui mừng trong những thực tại trên trời. Nhưng họ đừng thiếu sót về luật tình yêu và máu huyết. Các anh hãy yêu nhau, Judas và Jacob, không xúc phạm gì đến máu huyết. Nhưng giả sử họ có xúc phạm thì cũng hãy tha thứ. Hãy nhìn mọi sự với con mắt chân chính, và các anh sẽ thấy rằng chính họ là những kẻ bị đè nặng hơn cả, vì họ không được hiểu trong những điều mà tiếng gọi của Thiên Chúa bó buộc họ. Nhưng nơi họ không có thù ghét, chỉ có sự ước ao được yêu. Có phải không các anh? Judas và Jacob mà mẹ họ ôm ghì vào lòng xác nhận qua làn nước mắt. Simon, anh là trưởng nam, hãy làm gương. Anh, đối với anh, nhìn thế giới, nhìn em. Ôi, thế giới, họ quên và thay đổi ý kiến ở mỗi rạng đông. Còn em, nào, hãy cho em cái hôn huynh đệ của anh. Em yêu anh biết. Hãy để rơi những cái vẫy,
nó làm cho anh thành khắt khe. Nhưng nó không phải là của anh, mà là do những kẻ lạ, ít công chính hơn anh, đã áp đặt cho anh. Còn anh, hãy luôn luôn nhận xét theo sự thẳng thắn của quả tim anh. Simon vẫn còn hơi ngang ngán, mở cánh tay ra. Giê-xu hôn ông, rồi dẫn ông lại cho hai em ông. Họ hôn nhau giữa những nước mắt và những than thở. Bây giờ đến lượt anh, Giuse. Không, đừng vật ngài. Tôi nhớ tới những đau đớn của bà tôi. Thực vậy, anh đã kéo dài nó ra bằng sự giận ghét này. Không quan trọng. Tôi trung thành. Giê-xu không phát nại. Người quay lại với Simon. Chiều rồi. Nhưng nếu anh muốn, chúng tôi nóng lòng muốn viếng mộ của ông. Các anh đã để anh phê ở đâu? Ở sau nhà, cuối vườn olive, trước sườn dốc, một ngôi mộ xứng đáng. Xin anh dẫn em ra. Maria, can đảm lên. Chồng bác vui mừng vì ông đã thấy các con ông ở trong lòng bác. Bác ở lại đây đi. Cháu đi với Simon. Hãy bình an. Hãy bình an. Như xe, em nói với anh điều em đã nói với ba anh. Em không giận ghét. Em yêu anh. Khi nào anh muốn gặp em thì hãy gọi em. Em sẽ đến khóc với anh. Chào. Và người đi ra với Simon. Các tông đồ lén lút nhìn cách tò mò, nhưng họ thấy hai người hòa thuận nên họ rất bằng lòng. Giê-xu nói, các con cũng hãy tới đi. Đó là các môn đệ của em đó, Simon. Họ cũng ước ao tôn kính ba anh. Chúng ta đi. Họ đi băng qua vườn ô liu và tất cả chấm dứt. Chương 72. Ân sủng luôn luôn hành động ở nơi nào có ý muốn chính trực. Chúa Giê-xu nói, các con hãy để vào chỗ này thị kiến thứ ba và thứ bốn mà các con đã có hôm 12 tháng 2 năm 1944. Như con thấy, Simon ít ngoan cố hơn. Ông chịu phục sự chính trực với sự mau mắn thánh. Nếu không được hoàn toàn thì cũng một phần. Ông không trở nên môn đệ của cha ngay, và càng là tông đồ ít hơn, như con đã nói vậy hồi một năm trước đây, vì con không biết. Nhưng ít nhất ông là thính giả trung lập sau cuộc gặp gỡ này về cái chết của Alpheo. Ông cũng là người bảo vệ cho mẹ ông và mẹ cha ngay vào lúc mà một người đàn ông phải bảo vệ họ chống lại những mỉa mai của người đời. Ông không đủ can đảm để áp đặt những người cho cha là điên, và còn quá loài người để hơi xấu hổ vì cha, để lo lắng cho những nguy hiểm của cả gia đình vì lẽ giáo thuyết của cha trái ngược với các đảng phái. Nhưng ông đã ở trên con đường tốt. Sau lễ hy sinh, ông đã biết bước đi ngày càng vững chắc tới chỗ đã tuyên xưng cha bằng việc tử đạo. Ân sủng hành động có khi như một tiếng sét, có khi từ từ, nhưng nó luôn luôn hành động ở nơi nào có ý muốn chính trực. Hãy đi bằng an, hãy bình an giữa những đau đớn của con. Bây giờ đã đến thời gian chuẩn bị lễ phục sinh. Con hãy mang thánh giá cùng với cha. Cha chúc lành cho con, Maria của thánh giá Chúa Giêsu. Sau đó một hồi, người lại nói, không, với tình bác ái không bờ bến và sự thận trọng khôn ngoan, con phải tiếp đón mọi người. Đóng kín cửa sẽ kích thích sự tò mò. Từ chối họ sẽ là thiếu bác ái. Cha đã bảo con sẽ là thành phố mà người ta tìm. Không phải mọi người đều đến với ý hướng ngay lành ư? Điều đó có sao đâu. Con thận trọng như vậy là đủ rồi. Con sợ mất thời giờ ư?
nhưng ai là chủ thời gian? Cha, vậy thì chúng ta hãy đi. Chúng ta đi mà không sợ, không lo, không bất nhẫn. Con thấy bao nhiêu lần cha phải thay đổi chương trình của cha rồi. Và đó là cha. Bình an và bác ái với mọi người. Rồi điều thứ ba là khôn ngoan thận trọng. Như vậy là đủ rồi. Cha sẽ nói với các con nguồn gốc của bài học này bằng tiếng nói sống động. Tình Chúa tràn hòa.
Chương 73. Giê-xu không được đón tiếp tại Nazareth. Tôi thấy một phòng vuông rộng. Tôi nói vậy, nhưng tôi hiểu. Đây là giáo đường Nazareth, như tiếng nói nội tâm báo cho tôi. Vì chỉ có các bức tường trần, sơn màu vàng, và ở một phía có bục cao. Cũng có cái kệ với các rô lô trên đó. Cái kệ hay cái giá, hãy chọn từ nào quý vị muốn. Tóm lại, đó là một loại bàn hơi nghiêng có chân, trên đó xếp các rô lô. Có những người đang cầu nguyện không giống như chúng ta. Tất cả đều quay về một phía, không chắp tay, nhưng làm hơi giống như linh mục trên bàn thờ. Có những ngọn đèn treo bên trên bục, cũng như giá sách. Con không hiểu mục đích của cảnh này. Nó dừng lại hồi lâu không thay đổi. Nhưng Giê-xu bảo con hãy mô tả nên con làm. Bây giờ con lại thấy con ở trong giáo đường Nazareth. Bây giờ vì Rafi đọc, tôi nghe một dòng mũi điều điều, nhưng tôi không hiểu vì ông sướng lên bằng ngôn ngữ mà tôi không biết. Trong đám đông cũng có Giê-xu với hai anh họ tóc đồ và những người khác, chắc chắn cũng là họ hàng, nhưng tôi không biết. Sau bài đọc, vị Rabbi nhìn đám đông như một lời mời câm lặng. Giê-xu tiến lên và xin được chủ tọa buổi họp hôm nay. Tôi nghe giọng thánh thót của người đọc đoạn tiên tri Isaiah có ghi trong Tin Mừng: Thánh thần của Chúa ở trên tôi. Và tôi nghe người giải thích khi xưng mình là kẻ mang Tin Mừng và luật tình yêu để thay thế luật cũ quá khắt khe, bằng lòng thương xót để ban phần rỗi cho tất cả những ai mà tội Adam làm cho tâm hồn thành bệnh hoạn, và vì vậy làm cho thân xác cũng bệnh theo, vì tội lỗi gây ra trụy lạc, và trụy lạc gây ra bệnh hoạn cho cả thân xác, và để cho tất cả những ai bị thần dữ cầm giữ được giải phóng. Tôi đến để bẻ gãy những xiềng xích này và mở đường trên trời, để ban ánh sáng cho những linh hồn mù lòa, ban thính giác cho những kẻ điếc. Thời kỳ ơn phúc của Thiên Chúa đã tới. Nó đang ở giữa quý vị. Chính nó đang nói với quý vị. Các tổ phụ đã ước ao thấy ngày này, là ngày mà tiếng nói đấng tối cao đã công bố sự hiện hữu, ngày mà các tiên tri đã loan báo thời gian, được mang tới sự hiểu biết bằng một hành động siêu nhiên. Các ngài biết rằng bình minh của ngày này đã ló rạng, và họ sắp được lên trời. Các đấng đã nhảy mừng trong tâm hồn họ. Các vị thánh này chỉ còn thiếu phúc lành của tôi để trở thành công dân nước trời. Hãy đến với ánh sáng đã bừng lên. Hãy cởi bỏ các tham vọng để được nhẹ nhàng bước theo đấng Kitô. Hãy có thiện chí muốn tin, muốn trở nên tốt hơn, muốn phần rỗi, rồi phần rỗi sẽ được ban cho quý vị. Nó ở trong tay tôi, nhưng tôi chỉ ban nó cho những ai có thiện chí muốn được, vì sẽ là xúc phạm tới ân sủng nếu ban nó cho những kẻ tiếp tục phục vụ Satan. Có tiếng xì xèo nổi lên trong giáo đường. Giê-xu quay cái nhìn của người trên khán giả, người đọc trên các khuôn mặt và trong các con tim, và người tiếp: Tôi hiểu tư tưởng của quý vị, vì tôi là người Nazareth. Quý vị muốn được một đặc ân ưu tiên, nhưng điều đó là do sự ích kỷ của quý vị, chứ không phải do sức mạnh của đức tin. Tôi cũng nói với quý vị rằng, thực sự, không một tiên tri nào được tiếp đón nơi quê hương họ. Những nơi khác đã tiếp đón và sẽ tiếp đón tôi với nhiều đức tin hơn, ngay cả tại những xứ mà tên của họ đối với quý vị là một ô nhục
Tôi cũng tìm được một vua gạt các môn đệ, trong khi tại mảnh đất này tôi không thể làm gì được vì nó khép kín và thù hận đối với tôi. Nhưng tôi nhắc lại cho quý vị, Elia và Elise, ông thứ nhất tìm thấy đức tin nơi một đàn bà Phoenicia, và ông thứ hai nơi một người Syri, và họ đã thi hành những phép lạ cho bà nọ cũng như ông kia. Những người đang chết đói trong Israel không được bánh, và những người cùi không được thanh tẩy, vì trong lòng họ không có thiện chí. Viên ngọc quý mà quý vị đã tìm được ở nơi khác, đó cũng là những điều xảy đến cho quý vị, những người hận thù và không tin lời của Thiên Chúa. Đám đông dao động và dọa nạt với những lời nguyền rủa. Họ tính ra tay bắt người, nhưng hai tông đồ anh họ, Giuđa và Giacôbê, cùng với Simon bảo vệ người, trong khi các người Nazareth phẫn uất đuổi Giê-xu ra khỏi thành phố. Họ vừa đi theo vừa dọa nạt, nhưng chỉ nói mồm thôi, cho tới đỉnh đồi. Lúc đó, Giê-xu quay lại, làm họ bất động bằng cái nhìn phát quang của người. Rồi người đi qua giữa họ và biến vào một đường mòn trên đồi. Tôi thấy một thôn nhỏ, rất nhỏ, một nắm nhà, bây giờ chúng ta gọi là một ấp. Nó ở cao hơn Nazareth, mà người ta nhìn thấy ở dưới thấp, cách đó vài cây số. Một thôn nhỏ rất nghèo nàn. Giê-xu đang nói chuyện với mẹ Maria, ngồi trên một bức tường nhỏ, gần một cái lều. Có lẽ đây là nhà một người bạn, hay ít ra là một người hiếu khách. Theo luật tiếp khách của Đông Phương, Giê-xu trú ở đó, sau khi bị đuổi khỏi Nazareth, để chờ các tông đồ. Chắc chắn là đang tản mát ở các vùng lân cận, trong khi Giê-xu ở gần mẹ. Chỉ có ba anh họ ở với người. Lúc này, họ đang quây quần trong nhà bếp, nói chuyện với một người đàn bà già mà Tha-đê gọi là mẹ. Vì vậy, tôi hiểu rằng đây là Maria Cleopha. Đó là một người đàn bà khá già, mà tôi nhận ra là bà đã ở với Đức Trinh Nữ trong tiệc cưới Cana. Chắc chắn bà và các con đã rút vào đó để Giê-xu và mẹ người được tự do nói chuyện. Maria rất đau khổ. Mẹ đã được báo tin về việc rắc rối xảy ra tại giáo đường, và mẹ như tử đạo. Giê-xu an ủi mẹ. Maria năn nỉ con mẹ ở xa Nazareth, nơi tất cả đều không tốt cho người. Ngay cả những người bà con khác cũng nhìn người như một kẻ điên, tìm cách khích động những xáo trộn và cãi lẫy. Nhưng Giê-xu mỉm cười, làm một cử chỉ như muốn nói: ở đây hay ở nơi khác cũng vậy thôi, hãy bỏ qua. Nhưng Maria nài nỉ nên người trả lời: Má ơi, nếu con người chỉ đi đến những nơi người ta yêu người, thì người phải bỏ trái đất này để trở về trời. Còn có các kẻ thù ở khắp nơi, vì người ta ghét sự thật, mà con là sự thật. Nhưng con không đến để tìm một tình yêu dễ dãi, con đến để làm theo ý cha và cứu chuộc loài người. Tình yêu thì là má. Má là tình yêu của con. Má đền bù cho con hết những gì còn lại. Má và đoàn chiên nhỏ mà mỗi ngày mỗi gia tăng thêm vài con, mà con giật được của chó sói các đam mê, và con dẫn về chùa của Thiên Chúa. Còn những gì khác thì là bổn phận. Con đến hoàn thành bổn phận này, và con phải hoàn thành nó
cho tới khi con bị gãy nát vì đụng phải những con tim bằng đá, ngoan cố chống lại điều thiện. Và chỉ khi con ngã xuống, tắm cho các con tim này bằng máu con mới chờ họ, để in dấu của con trên họ và hủy bỏ đi dấu hiệu của kẻ thù. Má ơi, con từ trời xuống là vì vậy, và con chỉ có thể ước ao cho nó được hoàn tất. Ôi, con ơi, con má. Maria có giọng nói tan nát. Giê-xu vuốt ve mẹ. Tôi thấy rằng Maria đội áo khoác lên đầu, mặc dầu đã có khăn von. Mẹ trùm kín hơn bao giờ hết, như người đàn bà tội lỗi. Con sẽ vắng nhà ít lâu để làm vui lòng má. Khi nào con ở vùng lân cận, con sẽ báo cho má. Hãy sai Gioan, má hơi thấy như gặp con khi má thấy nó. Mẹ nó cũng rất nể vì má, cũng như con. Tuy thực là bà có ước ao một chỗ ưu tiên cho các con bà, vì đó là một người đàn bà và một người má. Giê-xu à, phải dung thứ cho bà. Bà cũng sẽ nói điều đó với con, nhưng bà tận tụy với con một cách chân thành. Khi bà được giải thoát khỏi cái nhân tính, nó bốc men ở trong bà, cũng như trong các con bà, cũng như trong những người khác, cũng như trong tất cả. Thì con à, bà sẽ rất lớn trong đức tin. Thật là đau khổ khi thấy mọi người đều chờ ở con một điều tốt loài người, một điều tốt. Nếu nó không hoàn toàn loài người thì nó cũng ích kỷ. Nhưng tội lỗi ở trong họ cùng với dục tình của nó chưa tới cái giờ phúc đức, và rất, rất đáng ngại. Mặc dù tình yêu đối với Thiên Chúa và loài người làm cho má ước mong nó, giờ mà con sẽ hủy bỏ tội lỗi. Ôi, cái giờ này, quả tim má con run sợ chừng nào cho giờ này. Họ sẽ làm gì con ơi? Người con cứu thế mà các tiên tri đã nói trước một tử đạo như vậy. Má ơi, đừng nghĩ tới đó. Thiên Chúa sẽ giúp má vào giờ đó. Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta, má và con. Rồi sau đó sẽ là bình an. Con lại nói điều đó với má thêm một lần nữa. Bây giờ về đi. Sắp đêm rồi và đường xa. Con chúc lành cho má. Chương 74. Giê-xu cùng với mẹ người ở nhà Chini-chu-gia. Tôi thấy Giê-xu đi về phía nhà Chini-chu-gia. Khi người gác cổng nhận ra ai đang tới, ông thét lên tiếng kêu vui mừng, tới nỗi cả nhà đều xôn xao. Giê-xu vào, mỉm cười, vừa đi vừa chúc phúc. Chini đang ở trong khu vườn đầy hoa. Bà chạy tới hôn chân thầy. Chu-gia cũng tới. Ông cúi sâu rồi hôn gấu áo của Giê-xu. Chu-gia là người đàn ông đẹp trai, khoảng 40 tuổi. Ông không cao lớn lắm, nhưng cân đối, với mái tóc đen đã bắt đầu có ở thái dương vài sợi bạc. Ông có đôi mắt sâu linh hoạt, da trắng xanh, với bộ râu đen cắt vuông rất chả chuốt. Ginny cao hơn chồng bà. Về căn bệnh trước đây thì bà chỉ còn giữ lại nét gầy rong ròng, nhưng cũng ít xương xẩu hơn trước.
bà giống như một cây thốt nốt vươn lên, dẻo dai, trên cùng là cái đầu đẹp, với đôi mắt đen, sâu, rất dịu dàng, mái tóc dày màu hạc huyền, chải rất khéo. Trái nhãn và trắng, nó càng lộ ra trắng hơn dưới mái tóc này. Miệng nhỏ rất đẹp, nổi lên trên màu da trắng, với màu đỏ tự nhiên của đôi môi, ở giữa hai gò má trắng xanh, tế nhị như các cành hoa tràng. Đó là một người đàn bà rất đẹp, và tôi nhớ lại trên KV, chính bà đã đưa túi tiền cho Longino. Lúc đó, bà đầy nước mắt, sao xuyến, trùng khăn kín mít. Ở đây, bà tươi cười, để đầu trần, nhưng tôi chắc chắn đây là bà. Bởi đâu tôi được niềm vui, có ngài là khách. Chưa ra hỏi. Bởi nhu cầu của tôi, cần một chỗ trú để chờ mẹ tôi. Tôi từ Nazareth tới, tôi phải gọi mẹ tôi tới một thời gian, rồi tôi sẽ đi Capernaum với bà. Tại sao không ở nhà con? Con không đáng. Nhưng, Ginny nói, con rất xứng đáng. Nhưng mẹ thầy đi cùng với chị dâu mẹ, mới bị quá mấy ngày nay. Nhà này rất lớn, có thể đón tiếp nhiều người. Ngài đã cho tôi nhiều niềm vui. Tới nỗi, nó mở hết ra cho ngài. Chúa ơi, xin hãy ra lệnh. Ngài đã đuổi cái chết ra xa nhà này và đã trả lại cho tôi bông hồng đẹp đẽ tươi nở của tôi. Chư gia nói phụ lực cho lời xin của vợ ông. Chắc là ông yêu bà lắm. Tôi suy đoán theo cái nhìn của ông. Tôi không ra lệnh, nhưng tôi nhận lời. Mẹ tôi rất mệt và bà đã khổ rất nhiều trong thời gian vừa qua. Bà sợ cho tôi, nên tôi muốn tỏ cho bà thấy rằng có người yêu tôi. Vậy xin thầy đem mẹ tới đây. Con sẽ yêu mẹ như con gái của mẹ và như tớ nữ của mẹ. Ginny kêu lên. Giê-xu chấp nhận. Bởi vậy, chư gia ra ngay để ra các chỉ thị. Đến đây thị kiến phân đôi. Giê-xu ở lại trong khu vườn huy hoàng của chư gia, nói chuyện với ông và vợ ông, trong khi tôi thấy và tôi đi theo chiếc xe rất thực dụng và rất nhanh, mà Jonathan đánh đi để đón Maria tại Nazareth. Đương nhiên, sự kiện đã làm cho thành phố xôn xao khi họ thấy Maria và chị dâu người được Jonathan kính trọng như hai bà hoàng. Bước lên xe, sau khi đã giao chìa khóa nhà cho Anfe Sarah, sự xúc động gia tăng. Chiếc xe đi khỏi, Anfe liền báo thù chuyện đê hèn, chống lại Giê-xu tại giáo đường. Ông nói, các người Samari họ tốt hơn chúng ta. Quý vị đã thấy một đầy tớ của Herode kính trọng mẹ của Giê-xu chừng nào. Vậy mà chúng ta tôi xấu hổ vì là người Nazareth. Liền xảy ra một cuộc cãi lộn giữa hai phe. Có những người bỏ phe hận thù để đến với Anphê và đặt cho ông hàng ngàn câu hỏi. Anphê trả lời, chắc chắn rồi, là khách của nhà vị thái thú. Quý vị đã nghe tên quản lý của ông ta nói, ông chủ của con khẩn nài mẹ, làm vinh dự cho nhà ông. Làm vinh dự, quý vị hiểu không? Và đó là ông chu gia đại phú và mạnh thế, cùng với vợ ông là một công chúa hoàng cung. Làm vinh dự tại xứ chúng ta, đúng hơn là quý vị đã ném đá người, xấu hổ chừng nào. Các người Nazareth không đáp trả, và anh Phê nói mạnh hơn. Đương nhiên, khi người ta có người, và người ta có tất cả, và người ta có thể bỏ qua sự chống đỡ của loài người,
nhưng quý vị cho có Chu gia làm bạn là chuyện vô ích sao? Hay quý vị thích ông ta khinh bỉ quý vị hơn? Đó là thái thú của vị thủ hiến, quý vị biết không? Quý vị cho đó là chuyện nhỏ mọn. Hãy hành động đi, hãy hành động như người Samari với đấng Kitô. Quý vị sẽ lôi kéo thù ghét của các kẻ mạnh. Và rồi, ôi, rồi tôi muốn coi quý vị không có sự giúp đỡ của trời cũng như của đất. Ngủ ngốc, độc ác, cứng lòng tin. Trận mưa đá của các lời chửa rủa và khiển trách tiếp tục trong khi các người Nazareth sượng sùng bỏ đi như những con chó thất vọng. Anh Phê ở lại một mình như vị tổng lãnh báo thù ở trước cửa vào nhà Maria. Chiều đã muộn bởi con đường lộng lẫy dọc bờ hồ. Các con ngựa lực lưỡng kéo chiếc xe của Jonathan tới trong nước kiệu. Các đầy tớ của Joza đã cách chừng ở cổng liền báo tin. Họ liền chạy ra với nhiều ngọn đèn để phụ thêm ánh sáng cho ánh trăng trong. Jenny và Joza chạy tới. Giê-xu cũng tươi cười xuất hiện. Đằng sau họ là nhóm các tông đồ. Khi Maria xuống khỏi xe, Jenny quỳ phục tới tận đất để chào. Ngợi khen bông hoa của trời vương giả, ngợi khen và chúc tụng mẹ của ngôi lời, vị cứu tinh. Chư gia cúi chào sâu hơn. Tất cả những cái chào mà ông làm ở trong triều và trước mặt Hê-rô-đê. Và ông nói, chúc tụng cái giờ này đã dẫn mẹ đến với con. Chúc tụng mẹ là mẹ Chúa Giê-xu. Maria trả lời êm đềm và khiêm nhu. Chúc tụng vì cứu tin của chúng ta và chúc mừng những người tốt biết yêu con tôi. Tất cả đều vào trong nhà, được tiếp đãi với những dấu hiệu trọng kính nhất. Jenny cầm tay Maria, mỉm cười với mẹ và nói, mẹ cho phép con phục vụ mẹ, phải không? Không phải mẹ, người. Hãy luôn luôn phục vụ và yêu người. Như vậy là con đã cho mẹ tất cả. Thế giới không yêu người, đó là nỗi đau khổ của mẹ. Con biết tại sao một phần thế giới dửng dưng như vậy, trong khi phần kia sẵn sàng hiến mạng cho người. Bởi vì người là dấu hiệu mâu thuẫn cho nhiều người. Vì người là lửa thanh tẩy kim loại. Vàng được thanh lọc, các chất dơ chìm xuống đáy và người ta vứt bỏ. Điều đó đã được nói cho mẹ ngay khi người còn bé tí. Và ngày qua ngày, lời tiên tri được thực hiện. Đừng khóc Maria, chúng con yêu người và bảo vệ người. Jenny nói để an ủi mẹ, nhưng Maria tiếp tục đổ ra những giọt nước mắt lặng lẽ mà chỉ có mình Jenny thấy tại một góc tối mờ mờ mà các bà ngồi. Tất cả đều chấm dứt. Con đừng mải mê những việc thế trần, đừng vấn vương những vinh hoa phù vân, chỉ để lòng trí lắng nghe lời Chúa phán và đời đời luôn biết đón nhận ơn Chúa, vì lời Chúa là lẽ sống cho đời. Con đã bao lần hoang phí thời gian, đã bao
bao nhiêu lần con sống vội vàng và sống khép mình dại như câm điếc. Thì hôm nay đây con nguyện đoàn hứa, nguyện nghe lời Chúa âm thầm dạy con, đời lời của Chúa sáng ngời lòng con. Xin cho con đừng mải mê những việc thế trần, đừng vấn vương những vinh hoa phù vân, chỉ để lòng chỉ lắng nghe lời Chúa phán và để đời luôn biết đón nhận ơn Chúa, vì lời Chúa là lẽ sống cho đời. Con đã nghe lời Chúa phán dạy con, chớ lo đi tìm vui sướng trần đời, hãy lo đi tìm niềm vui thiên quốc. Đời con bao lâu đã hầu lạc bước, nguyện xin tình Chúa dẫn dìu chở che, để cuộc đời con biết nghe lời Cha. Con đừng mải mê những việc thế trần, đừng vấn vương những vinh hoa phù vân, chỉ để lòng chỉ lắng nghe lời Chúa phán và để đời luôn biết đón nhận ơn Chúa, vì lời Chúa là lẽ sống cho đời. Con đã nghe lời Chúa phán dạy con, chớ lo đi tìm vui sướng trần đời, hãy lo đi tìm niềm vui thiên quốc. Đời con bao lâu đã hầu lạc bước, nguyện xin tình Chúa dẫn dìu chở che, để cuộc đời con biết nghe lời Cha. Xin cho con đừng mải mê những việc thế trần, đừng vấn vương những vinh hoa phù vân, chỉ để lòng chỉ lắng nghe lời Chúa phán và để đời luôn biết đón nhận ơn Chúa, vì lời Chúa là lẽ sống cho đời. Xin cho con đừng mải mê những việc thế trần, đừng vấn vương những vinh hoa phù vân, chỉ để lòng chỉ lắng nghe lời Chúa phán và để đời luôn biết đón nhận ơn Chúa, vì lời Chúa là lẽ sống cho đời. Chương 75. Giê-xu tại nhà Anna vào ngày mùa gặt, phép lạ chưa đứa trẻ tê liệt. Tất cả miền quê Galilee đều bận rộn với công việc vui vẻ của mùa gặt. Đàn ông trèo lên các thang dài để hái nho trên giàn. Phụ nữ khống đội trên đầu mang những chùm nho đỏ và vàng tới cho các máy cán đang chờ. Tiếng ca, tiếng cười, tiếng bông đùa lưu thông từ đồi nọ qua đồi kia, từ vườn này tới vườn khác, đồng thời với mùi nước nho. Với các bầy ong, rất nhiều
vù vù trong cơn say, bay nhanh nhảy múa trên các cành còn nhiều trái, và cả trên các thúng tại hầm, nơi các trái nho biến mất trong sự nhào lộn của nước và bã nho. Các trẻ em lem luốc như các thần thôn giả, la hét như chim én, chạy trên cỏ, trong sân, trên đường. Giê-xu đi về một xứ ở hơi xa bờ hồ, một miền đồng bằng nằm ép giữa hai rặng núi chạy về hướng bắc. Đồng bằng được tưới tiêu dồi dào vì có một con sông, tôi nghĩ đây là sông Giô-đan chảy qua. Giê-xu đi trên con lộ chính, rất nhiều người chào người với tiếng kêu Rabbi, Rabbi. Người đi qua và chúc lành. Trước khi vào trong xứ, có một vùng đất rất giàu, một cặp vợ chồng già đang đứng ở cửa để chờ thầy. Mời thầy vào. Khi xong việc, tất cả sẽ tụ lại để nghe thầy. Thầy mang tới niềm vui lớn chừng nào. Từ thầy mà tới, nó lan ra như nhựa cây và trở nên rượu làm vui lòng người. Đây là mẹ thầy. Ông chủ nhà hỏi. Mẹ đó, thầy mang mẹ đi. Vì bây giờ, mẹ ở trong nhóm các môn đệ của thầy. Người sau cùng theo thứ tự nhận, người thứ nhất theo thứ tự trung thành. Đó là vị tông đồ. Mẹ đã rao giảng thầy ngay từ trước khi thầy sinh ra. Mẹ ơi, tới đây. Một hôm, vào lúc con mới bắt đầu rao giảng tin mừng, bà mẹ này đã làm con bớt nhớ tiếc mẹ. Vì bà êm đềm chừng nào với đứa con mệt mỏi của mẹ. Nguyện Chúa ban ơn phúc cho bà, kẻ hay thương xót. Tôi được ơn phúc vì tôi có đấng Messia và có mẹ. Xin vào trong nhà mát và ánh sáng dị, mẹ có thể nghỉ ngơi. Chắc mẹ mệt lắm. Tôi không có cái mệt nào khác ngoài sự thù ghét của thế giới. Còn theo người và nghe người đã là ước vọng của tôi từ tuổi trẻ rất xa xưa. Mẹ đã biết rằng mẹ sẽ là mẹ đấng Messia. Ồ không, nhưng tôi rất hy vọng có thể nghe người và phục vụ người, được là kẻ sau cùng trong những kẻ được rao giảng tin mừng. Nhưng trung thành, ôi trung thành. Mẹ nghe người và phục vụ người, và về niềm vui này thì mẹ là người thứ nhất. Tôi cũng là mẹ. Tôi có những đứa con khôn ngoan. Khi tôi nghe chúng nói, quả tim tôi rộn lên sự hãnh diện. Vậy mẹ, mẹ cảm thấy thế nào khi mẹ nghe người? Một sự xúc thần ngọt ngào. Tôi mất đi trong sự hiu vô của tôi và lòng nhân từ không là gì khác ngoài chính người nâng tôi lên cùng với người. Lúc đó, trong một cái nhìn đơn sơ, tôi thấy chân lý vĩnh cửu và nó trở nên thịt và máu của linh hồn tôi. Phúc cho con tim mẹ, nó trong sạch. Vì thế nó hiểu ngôi lời. Chúng tôi không còn trong sạch vì đầy tội lỗi. Vì vậy, tôi muốn tặng quả tim tôi cho mọi người, vì tình yêu sẽ là ánh sáng cho họ hiểu. Vì bà hãy tin, chính tình yêu đã làm cho mọi việc trở nên dễ dàng. Và tôi là mẹ, và nơi tôi, tình yêu chảy như dòng suối. Hai người đàn bà còn nói với nhau. Một bà già ở bên cạnh mẹ Chúa, rất trẻ, luôn luôn rất trẻ. Trong lúc đó, Giê-xu nói chuyện với ông chủ nhà bên nhà rượu, nơi các người làm mùa. Hết nhóm nọ tới nhóm kia, đổ các trái nho vào. Nho và vẫn còn nho. Các tông đồ ngồi dưới bóng một dàn cây lài, ăn nho và vẫn ngon lành. Hoàng hôn đã tới,
công việc chấm dứt từ từ. Bây giờ, các nông dân tụ họp tất cả trong cái sân thô sơ, nơi thoang thoảng mùi nho nghiền. Các nông dân khác ở các nhà chung quanh cũng tới. Giê-xu bước lên mấy bậc thang, dẫn tới một cái trái có cửa vòng, nơi chứa những bao sản phẩm và các nông cụ. Tôi nhìn thấy nụ cười của người qua làn tóc mềm và gió chiều làm gợn sóng. Tôi muốn biết cái tại sao của nụ cười tươi vui này. Niềm vui của nụ cười này giống như rượu mà ông chủ nhà đã nói lẻn vào trong tim tôi và an ủi nó, vì hôm nay nó rất buồn. Thưa cha, đây không phải điều thứ nhất an ủi con bữa nay. Sáng nay, cha thấy con khóc lúc rất lệ, vì một nỗi đau tinh thần càng lúc càng mạnh. Người đã hiện ra với con giống như mọi lần khi cha nói: "Đây là con chim Thiên Chúa." Nhưng người không phải chỉ giới hạn ở việc nhìn cha và mỉm cười với con. Người đã bỏ chỗ của người ở bên trái giường và vòng qua bên phải. Người giơ bàn tay dài, hơi nhịp nhịp. Người cho con những cái vuốt ve cảm được rõ ràng. Và người nói: "Đừng khóc." Bây giờ, nụ cười của người cho con được đầy bình an. Người quay lại, người ngồi chỗ bậc trên cùng của cầu thang đã biến thành diễn đàn cho các người được ưu đãi nhất, tức là ông chủ và bà chủ nhà, các tông đồ và Maria. Những người này luôn luôn khiêm nhường, không tìm lên chỗ danh dự, nhưng họ được mời lên đó bởi bà chủ nhà. Mẹ ngồi ở bậc ngay bên dưới bậc Giê-xu ngồi, và mái tóc vàng của mẹ ngang với đầu gối của con mẹ. Ngồi xế ra bên cạnh, mẹ có thể nhìn khuôn mặt người bằng cái nhìn bồ câu say mê của mẹ. Khuôn mặt êm dịu, nhìn nghiêm của Maria nổi bật như đá trắng trên bức tường tối màu và thô kệch của căn nhà. Dưới thấp hơn là các tông đồ và các chủ nhà. Trong sân là tất cả các nông dân. Người thì đứng, người thì ngồi trên đất. Có những người khác leo lên các bồn rượu và cả các cây sung ở bốn góc sân. Giê-xu nói thong thả, tay trái thọc vào một bao hạt lớn để ở ngang sau Maria, làm như người chơi với các hạt hay thích thú vuốt ve chúng, trong khi tay mặt làm những cử chỉ bình an. Người ta đã bảo thầy: "Giê-xu ơi, hãy đến chúc lành cho công việc của loài người." Và thầy đã tới. Nhân danh Thiên Chúa, thầy chúc lành cho nó, vì mọi công việc khi nó ngay lành thì đều đáng được phúc lành của Chúa. Nhưng thầy đã nói điều kiện đầu tiên để được phúc lành của Thiên Chúa là luôn luôn ngay thật trong mọi hành động. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn xem khi nào và với điều kiện nào các hành động là ngay thật. Nó là như vậy khi người ta làm nó với sự hiện diện của Thiên Chúa trong tâm hồn. Có thể nào phạm tội được? Một kẻ nói: "Thiên Chúa nhìn xem tôi, Thiên Chúa để mắt trên tôi, và không một chi tiết nào của các hành động của tôi thoát được mắt người." Không, nó không thể, vì tư tưởng tới Thiên Chúa là một tư tưởng bổ ích, và nó đẩy xa tội lỗi hơn mọi sự đe dọa của loài người. Nhưng có phải người ta chỉ có biết sợ Thiên Chúa thôi sao? Không, hãy nghe đây, các con đã được nghe, hãy sợ Chúa là Thiên Chúa ngươi. Và các tổ phụ đã run, và các tiên tri cũng đã run, khi dung nhan Thiên Chúa hay một thiên thần của Thiên Chúa hiện ra với tâm hồn công chính của họ. Trong thực tế, vào thời kỳ cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, sự xuất hiện siêu nhiên làm các con tim phải run sợ. Có ai, dù họ trong sạch như một trẻ thơ, mà không run sợ trước đấng toàn năng, trước sự chói rạng muôn đời mà các thiên thần thờ lại và nhắc đi nhắc lại lời Alleluia Thiên Quốc?
sự sáng láng của một thiên thần đã là không thể chịu đựng, nên Thiên Chúa đã điều chỉnh nó để con mắt loài người có thể nhìn ngắm mà con ngươi và tâm hồn họ không bị đốt cháy. Vậy nhìn thấy Thiên Chúa sẽ là thế nào? Nhưng việc đó là vậy khi còn cơn thịnh nộ. Khi sự bình an đến thay thế nó, thì Thiên Chúa Israel nói, ta đã thề và ta sẽ giữ lời, đây là đấng ta sai tới, và đó là Thầy, trong khi vẫn không phải là ta, nhưng là lời ta mặc lấy thân xác để cứu chuộc. Lúc đó sự sợ hãi phải được thay thế bằng tình yêu, và chỉ có tình yêu là cái phải dâng cho Thiên Chúa hằng hữu một cách vui mừng vì thời bình an đã tới cho trái đất, cũng như bình an giữa Thiên Chúa và loài người. Khi những cơn gió đầu tiên của mùa xuân tung vãi phấn hoa của cây nho, người nông dân còn phải sợ vì còn bao cạm bẫy có thể giương ra cho các trái bởi thời tiết và côn trùng. Nhưng khi tới giờ vui vẻ của mùa gặt thì hết phải sợ và con tim vui mừng vì sự chắc chắn của sản phẩm. Được loan báo trước bởi các tiên tri, cái chồi của gốc Jesse đã tới. Bây giờ nó ở giữa các con, chùm nho tuyệt vời mang tới cho các con nước cốt của sự khôn ngoan đời đời, và chỉ xin được tiếp nhận và được ép để thành rượu cho loài người. Rượu của niềm vui vô tận cho những ai nuôi mình bằng nó, nhưng khốn cho những kẻ có thứ rượu này trong tầm tay mà lại từ chối, và ba lần khốn cho những kẻ sau khi đã được nuôi bằng của ăn này, rồi lại vứt bỏ nó hay nhào lộn nó với các lương thực của Satan. Đó là tư tưởng đầu tiên đến với Thầy. Sức mạnh đầu tiên để kéo phúc lành của Thiên Chúa trên các việc nhân loại cũng như siêu nhiên là ý hướng ngay lành. Cũng là ngay thật một người nói, tôi giữ luật không phải để được người ta khen, nhưng là để trung thành với Thiên Chúa. Cũng là ngay thật kẻ nào nói, tôi theo đấng Kitô không phải vì các phép lạ người làm, nhưng vì các lời khuyên về sự sống đời đời mà người cho tôi. Cũng là ngay thật nữa kẻ nói, tôi làm việc không phải vì tham lợi, nhưng vì việc làm là do Thiên Chúa đã thiết lập như một phương tiện để thánh hóa, vì nó có khả năng đào tạo, hãm mình, đề phòng và nâng cao. Tôi làm việc để có thể giúp đỡ tha nhân. Tôi làm việc để làm rạng rỡ các kỳ công của Thiên Chúa, đấng từ một hạt bé tí đã làm thành một nắm bông lúa, từ một hạt nho làm thành một cây nho lớn, từ một cái hạt làm ra một cây lớn, và từ tôi, một con người, được kéo ra từ hư vô do ý muốn của người, được làm kẻ giúp người, trong công việc không ngừng trường tồn, lúa miến, cây nho, các thứ trái, cũng như làm đầy mặt đất bằng con người. Có những người làm việc giống như con vật trở nặng, nhưng không có tôn giáo nào, ngoài gia tăng của cải. Bạn nó chết bên cạnh nó vì bị lột trần, vì thiếu thốn, vì kiệt lực. Con cái kẻ khốn nạn này chết vì đói. Đâu có quan trọng gì đối với kẻ chỉ tìm tích góp của cải. Có những người khác còn tàn nhẫn hơn, không làm việc nhưng bắt người khác làm việc để tích góp của cải bằng cách khai khẩn mồ hôi của kẻ khác. Lại có những người phung phí những cái mà vì tham lam họ rút ra được từ sự mệt mỏi của người khác. Thực vậy với những người này, đó không phải là công việc ngay thật. Các con đừng nói, nhưng Thiên Chúa bảo vệ họ. Không, người không bảo vệ họ đâu. Họ chỉ được một giờ thắng hôm nay, nhưng họ sẽ mau chóng bị đánh bởi sự nghiêm khắc của Thiên Chúa. Và trong đời này, cũng như trong đời muôn thuở, người sẽ nhắc cho họ giáo điều, ta là Chúa, Thiên Chúa ngươi, hãy yêu ta trên hết mọi sự, và yêu tha nhân như chính mình ngươi. Ôi, nếu những lời này vang lên trong cõi vô tận, nó sẽ rất đáng ngại hơn tiếng sét trên núi Sinai. Người ta đã nói với các con nhiều, quá nhiều lời. Thầy chỉ nói với các con một lời, hãy yêu Thiên Chúa, hãy yêu tha nhân. Nó giống như việc vun sới người ta làm ở gốc nho vào mùa xuân. Tình yêu Thiên Chúa và tha nhân giống như cái bừa làm sạch mặt đất cho khỏi những cây cỏ có hại của ích kỷ và các đam mê xấu. Nó giống như cái xẻng đào một vòng chung quanh gốc nho
để ngăn cách nó với các cỏ ký sinh và nuôi nó bằng nước mát của sự tưới tiêu. Nó giống như các con dao nhỏ để tỉa bỏ những cành quá nhiều, để tập trung nhựa và dẫn nó về nơi nó phải sinh trái. Đó là sợi dây buộc cây vào cột trống để đỡ nó. Sau cùng, nó là mặt trời làm chín các trái của thiện chí, để làm cho nó thành những trái của sự sống đời đời. Bây giờ các con vui vì được mùa, lúa thóc dồi dào, hoa trái dư dật. Nhưng thực vậy, thầy bảo các con rằng niềm vui mà các con cảm thấy bây giờ chỉ là hạt cát so với niềm vui vô hạn mà các con sẽ có khi Thiên Chúa Cha bảo các con, hãy đến hỡi các cành sinh hoa trái, được ghép vào cây nho thật. Các con đã sẵn sàng cho mọi công việc, kể cả khi nó nặng nề để sinh nhiều trái. Bây giờ hãy đến với ta, giàu có bằng nhiều nước cốt dịu ngọt của tình yêu đối với ta và tha nhân. Hãy tươi nở trong vườn của ta cho đến đời đời vô tận. Các con hãy quay về với niềm vui vô tận này, hãy gắn bó cương quyết trung thành theo đuổi thứ của này. Với lòng kiên trì, hãy chúc tụng Thiên Chúa vì luôn luôn giúp các con đạt được nó. Hãy chúc tụng người vì ơn của lời người. Hãy chúc tụng người vì ơn của mùa gặt tốt. Hãy yêu Chúa và biết ơn người vì những ơn lành của người và đừng sợ. Thiên Chúa thưởng gấp trăm cho những kẻ yêu người. Giê-xu đã chấm dứt, nhưng mọi người đều kêu: chúc lành, phúc lành của Thầy ở trên chúng con. Giê-xu liền đứng dậy và nói bằng một giọng như sấm: xin Chúa chúc lành cho các con và gìn giữ các con. Xin Người tỏ nhan thánh Người cho các con và thương xót các con. Xin Chúa cúi mặt Người xuống trên các con và ban cho các con bình an của Người. Nguyện cho danh Chúa ở trong lòng các con, trong nhà các con và trên đồng ruộng của các con. Đám đông nhỏ đã tụ họp, hô lên những tiếng kêu vui mừng, tung hô đấng Messiah. Nhưng sau đó họ nín lặng và mở lối cho đi qua một bà mẹ, ẩm trong tay một đứa con trai khoảng 10 tuổi, bại liệt. Bà đứng ở chân cầu thang, giơ nó ra như để dâng nó cho Giê-xu. Nó là một trong những đứa đầy tớ của con, ông chủ nhà giải thích. Năm ngoái, con bà bị té từ trên sân thượng xuống và bị gãy lưng. Nó sắp phải nằm ngửa suốt đời. Trong mấy tháng vừa qua, bà đã trông đợi thầy. Bà chủ nhà thêm: hãy bảo bà đến với thầy. Nhưng người đàn bà quá cảm động, tới nỗi bà thấy như chính bà bị tê liệt. Toàn thân bà run cầm cập và bà vướng vít trong áo dài của bà khi bà bước những bậc thang cao với đứa con trong tay. Maria liền đứng dậy, thương xót đi xuống để đón bà. Tới đi, đừng sợ, con tôi thương chị. Đưa con chị cho tôi đi, như vậy chị sẽ bước dễ dàng hơn. Đi, con gái, tôi cũng là mẹ. Và mẹ ấm đứa trẻ, êm đềm mỉm cười với nó, bước lên với sức nặng đáng thương ở trong tay. Bây giờ, Maria đã ở trước mặt Giê-xu. Mẹ quỳ gối và nói: con ơi, cho người mẹ này. Không một lời nào khác. Giê-xu cũng không đặt những câu hỏi thường lệ như: con muốn ta làm gì cho con? Con có tin là ta có thể làm không? Mà Người chỉ mỉm cười và nói: lại đây đi bà. Người đàn bà tới ngay bên Maria. Giê-xu đặt một bàn tay trên đầu bà và chỉ nói: hãy bằng lòng. Người chưa nói xong câu thì đứa trẻ đang nằm nặng trên cánh tay Maria với đôi chân bất động liền bất thần bò nhổm dậy
với tiếng kêu vui mừng, má ơi, và chạy lại lăn vào lòng mẹ nó. Tiếng Hosanna nổi dậy như thấu tới trời, đang đỏ lửa hoàng hôn. Người đàn bà với đứa con ôm ghì trong lòng, không biết nói sao. Bà hỏi người, con phải làm gì? Con phải làm sao để nói với thầy rằng con sung sướng? Giê-xu bảo bà, trong khi vuốt ve bà nữa. Hãy tốt, hãy yêu Thiên Chúa và tha nhân, và nuôi con bà trong tình yêu này. Nhưng người đàn bà chưa bằng lòng. Bà muốn, và sau cùng xin. Một cái hôn của thầy và của mẹ thầy cho con nhỏ của con. Giê-xu cúi xuống hôn nó, Maria cũng vậy. Và trong khi người đàn bà lui ra, rạng rỡ giữa những tiếng hoan hô của một đoàn bạn hữu chúc mừng, Giê-xu giải thích với bà chủ nhà. Không cần hỏi nữa, nó ở trong tay mẹ thầy. Dù mẹ không nói gì, thầy cũng chữa nó. Mẹ sung sướng khi mẹ có thể an ủi một người đau khổ. Và thầy muốn làm vui lòng mẹ. Và giữa Giê-xu Maria là một trong những cái nhìn của họ mà chỉ ai thấy mới có thể hiểu vì ý nghĩa của nó sâu xa chừng nào. Tội lắm thay.
một tâm lòng trong trắng, đối với tình thầy cho con được chung thủy. Đừng nỡ đuổi con, không cho gần ngán ngài. Xin đừng nỡ đuổi con, xin đừng nỡ đuổi con. Xin đừng cất khói tâm con, thần khí tác thanh của ngài, ngài ơi. Xin thương ban lại cho con niềm vui được ngài cứu độ và đỡ nâng con. Lạy Chúa, xin giữ lòng xót thương vì chúng con đây đắc tội với ngài. Lạy Chúa, xin giữ lòng xót thương vì chúng con đây đắc tội lắm thay. Lạy Chúa trời, xin mở miệng con cho con có tin. Chương 76. Giê-xu tại nhà Đô-rát, Chô-na qua đời. Tôi thấy đồng bằng Esdrelon lúc ban ngày, một ngày nhiều mây vào cuối mùa thu. Chắc trời đã mưa hồi đêm qua, một trong những trận mưa đầu của những tháng mùa đông buồn, vì đất còn ướt. Nhưng không nhão, cũng có gió. Những cơn gió ẩm làm lá vàng rơi và thổi hơi ẩm vào tới xương. Trong cánh đồng chỉ còn vài cặp bò làm việc. Chúng nặng nề chở lớp đất thịt của cánh đồng màu mỡ này để chuẩn bị cho hạt giống. Và một cảnh làm tôi đau lòng khi nhìn thấy là ở một số nơi, chính con người làm công việc của các con bò để kéo lưỡi cày bằng tất cả sức lực của cánh tay và lồng ngực họ tì vào những tảng đất đã cày, kiệt quệ như những nô lệ trong công việc nặng nề cả đối với trâu bò. Giê-xu cũng nhìn và dừng con mắt trên cảnh tượng khuôn mặt người buồn tới nỗi chảy nước mắt. Các môn đệ 11, vì Giu-đa còn vắng mặt và người mục đồng Giu-se không ở đây, nói chuyện với nhau và Phê-rô nói: cái thuyền tuy nhỏ, nghèo và mệt, nhưng còn hơn công việc của loài vật này cả trăm lần. Rồi ông hỏi: thầy ơi, đây có phải là các đầy tớ của Đô-rát không? Chính Simon trả lời: tôi nghĩ là không. Các cánh đồng của ông ta ở bên ngoài các vườn cây này, tôi thấy hình như vậy, và chúng ta chưa thấy chúng. Và Phê-rô luôn luôn tò mò, ông bỏ con đường, đi vào một bờ dốc giữa hai cánh đồng. Trên bờ ruộng có bốn người cày ruộng ốm nhom, đầy mồ hôi, đang ngồi nghỉ một lát. Sự mệt nhọc làm họ thở hổn hển. Phê-rô hỏi họ: các anh thuộc về Đô-rát? Không, chúng tôi thuộc về một trong những người bà con của ông. Chúng tôi thuộc về Giô-ca-na. Còn ông là ai? Tôi là Simon Giô-na, dân trại Galilê, cho tới tuần trăng rít. Bây giờ là Phê-rô của Giê-xu Nazareth, đấng Mê-si-a của tin mừng.
Phêrô nói với sự kính trọng và hãnh diện như kẻ nói: Tôi thuộc về Caesar của Roma, tối cao của Thiên Chúa. Và hơn nữa, khuôn mặt thật thà của ông thực sự rạng rỡ trong niềm vui để công bố sự tùy thuộc của ông vào Giê-xu. Ôi, đấng Messia, người ở đâu? Bốn kẻ khốn nạn hỏi. Người kia, vị cao nhất, tóc phe vàng, mặc áo đỏ đậm. Người đang nhìn lại đây, và người mỉm cười để chờ tôi. Ôi, nếu chúng tôi tới, người sẽ đuổi chúng tôi. Đuổi các anh? Tại sao? Đó là bạn của những người khổ sở, nghèo nàn, những kẻ bị áp bức. Và tôi thấy hình như các anh thực sự là những kẻ đó. Ôi, chúng tôi là vậy, nhưng không bao giờ đến nỗi như các người của Doras. Ít nhất chúng tôi có bắn ăn no, và người ta chỉ đánh chúng tôi nếu chúng tôi bỏ bê công việc. Nhưng có nghĩa là nếu bây giờ ông lớn Jokana thấy các anh đang ở đây nói chuyện, các anh, ông ta sẽ quất chúng tôi còn hơn là người ta đánh chó. Phêrô hít sáo nho nhỏ một điều có ý nghĩa, rồi ông nói: Tốt hơn là làm việc ngay ở đây. Ông đặt tay lên miệng làm lo và kêu lớn: Lại đây thầy ơi, đây là những con tim đau khổ ước ao thầy. Nhưng ông làm gì vậy? Người đến với chúng tôi, nhưng chúng tôi là những đệ tớ ti tiện. Bốn người sợ hãi vì một chuyện táo bạo như vậy. Nhưng những roi đòn chả dễ chịu gì. Và nếu ông lớn Pharisêu bắt gặp chúng ta, tôi không muốn tham gia một phần đâu. Phêrô cười nói, và với bàn tay mạnh mẽ của ông lắc người nông dân có vẻ sợ hãi nhất trong bốn người. Giê-xu đi ở đằng sau, bước tới với những bước chân dài. Bốn người không biết phải làm gì. Họ muốn chạy lại gặp người, nhưng sự kính trọng làm họ tê liệt. Những kẻ khốn nạn mà sự độc ác của loài người đã làm cho thành hoàn toàn nhát sợ. Họ liền gục mặt xuống đất, hờ lại đấng Messia đang đến với họ. Bình an cho tất cả những ai ước ao thầy. Ai ước ao thầy là ước ao sự lành, và thầy yêu họ như một người bạn. Các con bỏ dậy đi. Các con là ai? Nhưng bốn người chỉ ngẩng mặt lên và vẫn quỳ gối yên lặng. Phêrô nói: Đây là bốn người đầy tớ của Jokana, bà con với Doras. Họ muốn nói với thầy, nhưng nếu ông ta bắt gặp, họ sẽ bị đánh bằng gậy. Vì vậy, con xin thầy tới. Đứng dậy đi các anh. Người không ăn thịt các anh đâu. Hãy tin tưởng, hãy nghĩ rằng đây là một người bạn. Chúng con đã nghe nói về thầy. Jona đã nói với chúng con. Thầy đến cho ông ta. Thầy biết ông ta đã rao giảng thầy. Các con đã biết gì về thầy? Biết rằng thầy là đấng Messia, rằng ông đã xem thấy thầy lúc thầy còn bé tí, rằng khi thầy tới, các thiên thần đã hát bình an cho những người tốt, rằng thầy đã bị bắt hại, nhưng thầy đã thoát được, và bây giờ thầy tìm các mục đồng của thầy, và rằng thầy yêu họ. Điều đó, những điều sau cùng, ông nói với chúng con. Và chúng con nghĩ, nếu người tốt đến nỗi đi tìm các mục đồng và yêu họ, thì chắc chắn người cũng muốn làm cho chúng ta một cái gì tốt chúng ta cần có. Ai yêu chúng ta biết bao. Thầy yêu các con. Các con có khổ lắm không? Ôi, nhưng những người của Doras còn khổ hơn. Nếu Jokana bắt gặp chúng con ở đây để nói chuyện, nhưng hôm nay ông ta ở Chegesa, ông ta đi lễ lều chưa về. Nhưng chiều nay
viên quản lý của ông sẽ phát lương thực cho chúng con sau khi đã đo công việc. Nhưng không sao, chúng con sẽ chạy rút thời giờ bị mất bằng cách bỏ qua giờ nghỉ để dùng bữa vào giờ thứ sáu. Này anh, tôi có thể làm công việc này không? Có khó làm không? Phêrô hỏi. Khó thì không khó, nhưng mệt nhọc, đó là công việc của sức lực. Tôi có sức, hãy chỉ cho tôi đi. Nếu con làm được thì thầy nói, còn con sẽ làm con bò. Cậu, Gioan và cả chú Andre và Jacobe, hãy nhìn bài học. Chúng ta biến đổi từ cá dưới nước thành sâu trong đất. Nào! Pedro cầm đòn ngang của cần lái. Mỗi cái cày có hai người. Mỗi bên tay đòn một người. Họ nhìn và bắt chước mọi chuyển động của các nông dân. Ông khỏe, lại vừa được nghỉ ngơi, nên ông làm công việc thật hay, và người nông dân khen ông. Tôi là đốc công. Ông Pedro vui tính khoái chí kêu lên. Nào, Gioan, lại đây. Mỗi cái cày một con bò và một con bê. Cái cày kia thì Jacobe, và con bò non câm là chú em tôi. Nào, kéo. Hai cái cày được trang bị như vậy tiến lên, đảo lộn đất, vạch ra những lúng dọc theo thửa ruộng. Tới bờ ruộng, họ chở ngược cày và làm một luống khác, đúng điệu tựa như xưa rầy. Họ vẫn làm công việc này của nông dân. Các bạn thầy, họ tốt chừng nào? Người đầy tớ bạo dạn nhất của Yokana nói. Chính thầy đã làm cho họ nên tốt như vậy. Thầy cho lòng tốt của họ một chiều hướng, cũng như con làm với con dao quắm của người đốn cây. Nhưng lòng tốt đã có ở trong họ. Bây giờ nó nảy nở vì có người săn sóc nó. Các bạn thầy họ cũng khiêm nhường nữa để làm việc thay cho các đầy tớ tội nghiệp. Với thầy, chỉ có thể có những kẻ yêu sự khiêm nhường, hiền lành, kiên trì, thật thà và tình yêu. Bên trên tất cả là tình yêu, vì kẻ yêu Thiên Chúa và tha nhân, thì tiếp sau đó, họ sẽ có mọi nhân đức và chiếm được nước trời. Chúng con có thể có không? Chúng con là những kẻ không có thời giờ để cầu nguyện, để lên đền thờ, cả đến không thể ngẩng đầu lên khỏi luống cày. Các con hãy trả lời. Trong lòng các con có thù ghét kẻ đối xử khắc nghiệt với các con như vậy không? Các con có phản nghịch, trách móc Thiên Chúa là đã đặt các con giữa những kẻ rốt hết trên trái đất không? Ôi, thưa thầy không, đây là số phận của chúng con. Nhưng khi chúng con mệt đường, chúng con nằm vật trên trống và nói, Thiên Chúa Abraham biết rằng chúng con không thể hơn được nữa, và chúng con chỉ có thể thưa người rằng, xin chúc tụng Chúa. Và chúng con còn nói, cả hôm nay nữa, chúng con đã không phạm tội. Thầy biết, chúng con còn có thể hơi gian như cùng với bánh, ăn thêm một trái cây và nêm một chút dầu vào rau luộc. Nhưng ông chủ đã nói, các đệ tớ đã có đủ bánh và rau luộc, vào mùa gặt thì cho thêm một chút giấm vào rau luộc, cho giãn khát và tăng sức mạnh. Và chúng con vâng lời. Sau cùng, cái đó còn tệ hơn là không. Và thầy bảo các con rằng, thực sự, Thiên Chúa Abraham mỉm cười với tâm hồn các con, trong khi người quay lại mặt nghiêm khắc về các kẻ chửi rủa người ở đền thờ bằng những lời cầu nguyện dối trá, trong khi họ không yêu thương đồng loại của họ. Ôi, nhưng giữa họ với nhau thì họ yêu nhau, ít nhất họ có vẻ như vậy, vì họ bộc lộ sự kính trọng của họ bằng những cái cúi sâu và các tặng phẩm.
chỉ có đối với chúng con là họ không có tình yêu, nhưng chúng con khác với họ, đó là công bằng. Không, trong nước của cha thầy thì đó không phải là công bằng, và cách xét xử ở đó khác. Không, không phải những kẻ giàu và những kẻ mạnh, vì lẽ họ như vậy mà được vinh dự. Nhưng chỉ những kẻ luôn luôn yêu Thiên Chúa và yêu người hơn chính mình họ, và hơn tất cả những thứ khác như tiền bạc, chức quyền, đàn bà, bàn ăn, và yêu đồng loại là tất cả mọi người giàu cũng như nghèo, quen cũng như lạ, thông thái cũng như vô học thức, tốt cũng như xấu. Phải, cả những người xấu cũng phải yêu họ, không phải vì sự độc ác của họ, nhưng vì thương linh hồn bị thương và chết của họ. Phải yêu họ bằng một tình yêu, năn nỉ cha trên trời, chữa họ và cứu chuộc họ. Trong nước trời sẽ rất hạnh phúc cho những kẻ biết tôn vinh Chúa với sự thật và công chính, và chứng tỏ tình yêu của họ bằng sự trọng kính đối với cha mẹ và cả họ hàng. Những kẻ không ăn cắp bất cứ cách nào và bất cứ cái gì, tức là những kẻ đã cho và coi như là chính đáng, ngay cả công việc của các đầy tớ, những kẻ không giết người cũng như danh tiếng của người, và không ước ao muốn giết, cho dù kẻ đó độc ác tới nỗi họ cảm thấy khinh bỉ và muốn phản động. Những kẻ không thề gian làm thiệt hại cho tha nhân hay xúc phạm tới sự thật. Những kẻ không ngoại tình hay các tội về xác thịt bất cứ loại nào. Những kẻ hiền lành, nhẫn nhục, luôn luôn chấp nhận số phận mình và không ghen tị số phận người khác. Nước trời thuộc về những người đó, và có thể là người hành khất lại ở bên trên ông vua sung sướng, trong khi ông thủ hiến nói về quyền hành thì tụt xuống bên dưới số không. Một số phận còn tệ hơn là số không. Ông sẽ là mồi của ma quỷ nếu ông hành động ngược với lề luật vĩnh cửu của thập giới. Bốn người há miệng để nghe. Gần bên Giê-xu là Bartolomeo, Matthew, Simon, Philip, Thomas, Jacobe và Judas Alphe. Bốn người kia tiếp tục công việc, mặt đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại, nhưng vui sướng. Một mình Phêrô cũng đủ để duy trì sự vui vẻ. Ôi, Sona có lý chừng nào để gọi thầy là thánh? Mọi sự nơi thầy đều là thánh. Lời nói, cái nhìn, nụ cười, chưa bao giờ chúng con thấy trong tâm hồn như bây giờ. Các con không gặp Jona từ bao lâu rồi? Từ khi ông ta bị bệnh. Bệnh à? Thưa thầy Vân, ông không kham nổi nữa. Ông đã phải lết rồi. Ngay từ lúc có công việc của mùa hè và vụ gặt hái, ông đã không đứng nổi nữa. Nhưng ông ta bắt ông làm việc. Ôi, thầy nói phải yêu mọi người, nhưng thật khó để yêu một con linh cầu. Và Doras chỉ còn tệ hơn một con linh cầu. Jonah yêu ông ta. Thưa thầy đúng, và con nói đó là một vị thánh, cũng giống như những người vì trung thành với Chúa mà bị chết tử đạo. Con nói đúng. Con tên gì? Miche, và ông này là Saul. Ông kia là Joan. Ông sau cùng là Isaiah. Thầy sẽ nhắc tên các con cho Chúa Cha. Các con nói rằng Jonah bệnh nặng. Vâng, việc vừa xong là ông nằm vật xuống trống, và chúng con không gặp ông nữa. Đó là các người đầy tớ khác của Doras đã nói với chúng con. Ông ta có làm việc vào giờ này không?
Nếu ông đứng nổi thì có. Ông phải làm việc ở bên ngoài vườn táo này. Mùa thu hoạch của Doras có khá không? Ôi, nổi tiếng trong cả vùng. Người ta phải trống cho các cây vì các trái lớn lạ lùng. Doras đã phải xây một hầm mới vì không có chỗ chứa nho trong hầm cũ. Ông có nhiều chừng nào? Vậy Doras phải thưởng cho các đầy tớ của ông. Thưởng? Chúa ơi! Thầy hiểu sai ông chừng nào? Nhưng Jonas bảo thầy rằng mấy năm trước đây, ông bị đánh hầu chết vì mất mấy chùm nho và ông trở thành nô lệ vì nợ. Ông chịu cái đáng ông vì bị mất một ít sản phẩm. Năm nay, ông có hoa lợi lạ lùng. Ông phải thưởng cho ông ta. Không, ông ta đã đánh ông tàn nhẫn vì các năm trước đã không có hoa lợi dồi dào như vậy. Là do ông không săn sóc đất đai cho đúng mức. Người này là một con thú dữ. Matthew kêu lên. Không, ông ta không có linh hồn. Giê-xu nói. Thầy tạm biệt các con, cùng với phúc lành của thầy. Các con có bánh và đồ ăn cho bữa nay không? Chúng con có cái bánh này. Và ông moi trong cái bị, để trên đất ra một ổ bánh đen. Hãy lấy đồ ăn của thầy, thầy chỉ có như vậy. Nhưng hôm nay, thầy sẽ ở nhà Doras và... Thầy ở nhà Doras? Ừ, để chuộc Jonas. Các con không biết à? Ở đây chả ai nói gì cả. Nhưng hãy cẩn thận thầy ạ. Thầy giống như một con chiên trong hang xóm. Ông ta không thể làm gì thầy được. Hãy lấy đồ ăn của thầy. Jacobe, hãy cho những gì chúng ta có, kể cả rượu của các con. Các con cũng hãy thưởng thức một tí, các người bạn tội nghiệp, cho linh hồn và cho thân xác. Phêrô, chúng ta đi. Con tới đây thầy, chỉ còn lúm mày nữa là xong. Và ông chạy lại với thầy, đỏ bừng vì mệt. Ông lau mồ hôi bằng áo khoác mà ông đã cởi ra, rồi ông mặc lại và cười sung sướng. Bốn người không ngừng cảm ơn. Thầy đi qua lối này chứ thầy? Ừ, chờ thầy đã. Các con sẽ từ biệt Jonah. Các con có thể làm không? Ôi, được. Thử ruộng phải cày chiều nay. Đã cày xong rồi. Đã làm hơn hết 2/3. Các bạn thầy đã làm rất tốt và rất lẹ. Họ rất khỏe. Xin Thiên Chúa chúc phúc cho tất cả. Với chúng con, hôm nay còn hơn là lễ bán không men. Ôi, nguyện Thiên Chúa chúc lành cho tất cả. Tất cả, tất cả. Giê-xu đi thẳng tới vườn táo, người băng qua nó và tới cánh đồng của Doras. Nhiều nông dân khác cũng đang cày hay cúi xuống để thu nhặt cỏ rã trên các đống cày. Nhưng Jonah không có ở đó. Người ta nhận ra Giê-xu, họ chào người nhưng không rời bỏ công việc. Jonah đâu? Sau 2 giờ, ông gục ngã trên lúm cày và người ta khênh ông về nhà. Ông Jonah tội nghiệp, chỉ còn phải chịu đựng một thời gian ngắn nữa thôi. Ông đã thực sự tới mức chúng con sẽ không bao giờ có được người bạn tốt hơn. Các con có thầy trên trái đất và có ông trong lòng Abraham. Những người chết yêu những người sống bằng một tình yêu kép. Tình yêu của họ và tình yêu họ nhận được nơi Thiên Chúa. Vì thế nên là tình yêu trọn hảo. Ôi, xin thầy đến ngay với ông để ông thấy thầy trong sự đau khổ của ông. Giê-xu chúc lành và đi khỏi. Bây giờ thầy sẽ làm gì? Thầy sẽ nói sao với Doras? Các môn đệ hỏi. Thầy sẽ tới. Tự như thầy không biết gì cả. Nếu ông cảm thấy kinh ngạc,
ông có thể đẩy Jonah và các đầy tớ của ông hơn nữa. Bạn anh có lý, đó là con chó sói. Phêrô nói với Simon. Lazarô chỉ có thể nói sự thật, và đó không phải là người hay nói xấu. Anh sẽ biết ông và sẽ yêu ông. Simon trả lời, người ta đã thấy ngôi nhà của người Pharisêu, rộng, thấp, nhưng đẹp, ở giữa một vườn cây ăn trái. Lúc này không còn trái. Nhà miền quê, nhưng giàu có và thực dụng. Phêrô và Simon tới trước để báo tin. Dorasra, đó là một ông già, diện mạo, cay nghiệt, của loài mẫn cầm già. Cái nhìn mỉa mai, cái miệng rắn, với nụ cười giả dối, trong bộ râu trắng nhiều hơn đen. Chào Giê-xu! Ông nói lời chào thân thiện và tỏ tường là khinh bỉ. Giê-xu không nói bình an, nhưng trả lời. Cầu cho sự cứu rỗi đến với ông. Vào đi, nhà này đón ông. Ông đúng mực như một ông vua. Như một người ngay thẳng. Giê-xu đáp trả. Doras cười tựa như đó là lời nói chơi. Giê-xu quay lại nói với các môn đệ không được mời. Vào đi, đó là các bạn tôi. Họ hãy vào, nhưng ông này không phải là nhân viên sở thuế, còn ông An-phê sao? Đó là Matthew, môn đệ Đức Kitô. Giê-xu nói bằng một giọng mà ông này hiểu, và ông cười mỉa mai hơn trước. Doras muốn giày đạp ông thầy nghèo khó xứ Galilee, dưới sự giàu sang của nhà ông, mà ở bên trong đúng là rất lộng lẫy và băng giá. Các đầy tớ giống như các nô lệ, họ cúi đầu đi, lánh mặt, mau lẹ, luôn luôn sợ bị phạt. Người ta cảm thấy đây là nơi ngự trị của lạnh lùng và thù ghét. Nhưng Giê-xu đâu có để mình bị lôi kéo bởi sự giàu sang hay bởi sự trưng bày của gia nghiệp hay dòng họ. Dorat nhận ra sự dựng dưng của ông thầy nên dẫn người ra vườn cây ăn trái. Ông giới thiệu những loại cây hiếm và biếu những trái mà các đầy tớ mang tới trên những cái khay và trong những cái chén bằng vàng. Giê-xu nếm và khen ngon. Có những trái bảo trì trong nước mật, có những trái đào tuyệt vời còn tự nhiên, và những trái lê lớn khác thường. Trong toàn thể Palestine, chỉ có mình tôi có, và tôi tin rằng trong hết bán đảo cũng không ai có. Tôi nhập nó từ bên Ba Tư. Và xa hơn nữa, khả năng của các đoàn du mục đã đáng giá đối với tôi. Ngay cả các ông thủ hiến cũng không có những trái này. Có lẽ cả Caesar cũng không. Tôi đếm các trái và tôi đòi hết các hộp. Các trái lê chỉ được ăn tại bàn của tôi, vì tôi không muốn người ta lấy mất hột hạt nào. Tôi có gửi cho Anna, nhưng nấu chín để cắt hạt bị chết. Nhưng đó là các cây của Thiên Chúa, và mọi người đều bình đẳng. Bình đẳng? Ồ, tôi mà bình đẳng với các tên Galilee của ông sao? Linh hồn đến từ Thiên Chúa, và người đã tạo dựng nên nó bình đẳng. Nhưng tôi là Doras, người Pharisêu trung thành. Ông ta giống như con gà loi xòe đuôi khi ông nói câu này. Giê-xu xuyên thấu ông bằng đôi mắt lam ngọc, càng lúc càng phát quang của người. Đó là dấu hiệu chỉ sự tràn đầy tình thương hay nghiêm khắc nơi người. Giê-xu cao hơn Doras rất nhiều, nên nhìn suốt con người của ông. Người oai vệ trong chiếc áo đỏ bên cạnh ông Pharisêu nhỏ thó, hơi gù, nhẫn nhụi trong y phục thùng thình với vô số tua rua gợi cảm. Doras,
sau một lúc tự cảm phục mình, liền kêu: "Nhưng Giê-xu, tại sao ông lại sai tới nhà Đô-rát, người Pha-ri-siêu thuần túy, một ông Na-za-rô ăn cùng một gái điếm? La-za-rô là bạn của ông sao? Ông không nên, ông không biết rằng ông ta bị nguyền rủa vì em ông ta là một gái điếm sao?" "Tôi chỉ biết có La-za-rô và lối sống của ông ta ngay thẳng." "Nhưng thế giới nhớ tới tội lỗi của nhà đó và coi như vết nhơ bắn lên trên các bạn bè. Đừng tới đó. Tại sao ông không là Pha-ri-siêu? Nếu ông muốn, tôi rất mặn thế. Tôi sẽ làm cho ông được đón nhận như vậy, dù ông là người Galilê. Tôi có toàn quyền tại Đại Pháp Đình. Anna ở trong tay tôi, giống như mảnh áo khoác của tôi đây. Người ta sẽ sợ ông hơn." "Tôi chỉ muốn người ta yêu tôi." "Tôi sẽ yêu ông. Ông thấy rằng tôi đã yêu ông trong khi nhường Jonah cho ông, theo như ước muốn của ông." "Tôi đã trả tiền cho ông." "Thực sự tôi ngạc nhiên là ông có thể trả một món như vậy." "Không, không phải tôi, nhưng một người bạn của tôi." "Được, được rồi. Tôi không điều tra làm gì. Tôi nói, ông thấy rằng tôi yêu ông và tôi muốn làm vui lòng ông. Ông sẽ có Jonah sau bữa ăn. Phải là chính ông, tôi mới làm việc hy sinh này." Và ông cười cách độc ác. Giê-xu khoanh tay, xuyên thấu ông bằng cái nhìn nghiêm khắc hơn. Họ còn ở trong vườn cây ăn trái, trong khi chờ bữa ăn. "Nhưng ông cũng phải làm vui lòng tôi, niềm vui cho niềm vui. Tôi cho ông người đầy tớ tốt nhất. Vì vậy, tôi mất một mối lợi đáng kể. Năm nay, tôi biết rằng ông đã tới vào lúc nóng bức nhất, và phúc lành của ông đã cho tôi một mùa thu hoạch, làm cho vùng sở hữu của tôi nổi tiếng. Bây giờ, hãy chúc lành cho các đoàn vật và các cánh đồng lúa. Như vậy năm tới, tôi sẽ không hối tiếc Jonah. Và trong khi chờ đợi, tôi sẽ tìm một người tốt để thay thế cho ông ta. Đi, hãy chúc phúc. Hãy cho tôi cái vui được nổi tiếng khắp Palestine và có những chuồng súc vật, những kho lấm đầy tràn mọi của cải. Đi." Và ông cầm tay người, tìm cách kéo người đi, bị bắt bởi cơn sốt vàng. Nhưng Giê-xu chống cự: "Jonah đâu?" Người hỏi cách nghiêm khắc: "Đang cày ruộng. Ông còn muốn làm công việc này cho ông chủ tốt của ông, nhưng ông sẽ tới trước khi xong bữa ăn. Trong khi chờ đợi, hãy tới chúc phúc cho đoàn vật, đồng lúa, vườn trái cây, vườn nho, các máy ép, tất cả, tất cả. Ôi, năm tới tôi sẽ hãnh diện chừng nào. Vậy tới đi." "Jonah đâu?" Giê-xu hỏi bằng một giọng như sấm. "Nhưng tôi nói với ông rồi, ông điều khiển việc cày ruộng, đó là người đầy tớ thứ nhất, nên ông không phải làm việc, ông chỉ điều khiển." "Tên nói dối." "Nói dối? Tôi thề điều đó trên Gia-vê." "Tên thề gian." Tôi thề gian. Tôi là người tín hiếu trung thành nhất trong các người trung thành. Cẩn thận lời nói của ông." "Tên sát nhân." Giê-xu càng lúc càng cao giọng, và lời sau cùng thật sự là tiếng sét. Các môn đệ sát lại chung quanh thầy. Các đầy tớ tỏ ra sợ hãi tại các cửa. Khuôn mặt Giê-xu nghiêm khắc tới nỗi không ai chịu nổi. Đôi mắt tựa như phát ra lân tinh. Đô-rát phát sợ một lát, ông như thu mình lại nhỏ hơn một gói vải phóc rất mỏng, trước một Giê-xu oai hùng, trong chiếc áo len dày màu thẫm đỏ. Nhưng rồi sự kiêu căng lại chộp lấy ông. Ông thét lên bằng cái giọng ăn ẳng của con cáo: "Trong nhà tôi
Tôi là người duy nhất ra lệnh. Ra khỏi đây, tên Galile đê hèn. Tôi sẽ ra, sau khi đã nguyền rủa ông, cùng với các đồng lúa, các đoan vật, các vườn nho, cho năm nay và các năm sẽ tới. Không, cái đó thì không. Phải, đúng vậy. Sona bị bệnh, nhưng ông ta được săn sóc, rất được săn sóc. Hãy rút lời nguyền rủa của ông lại đi. Jonah đâu? Bảo một người đầy tớ dẫn ta lại với ông ngay lập tức. Ta đã trả tiền, và vì với ông đó là một món hàng, một cái máy. Ta nhìn ông ta như vậy vì ta đã trả tiền, ta đòi hỏi phải được món hàng. Doras kéo ở trong bụng ra một cái còi bằng vàng và thổi ba hồi. Một đám đầy tớ như đám mây từ trong nhà, từ cánh đồng, từ mọi phía chạy về, cúi rạp tới nỗi như họ bò tới bên ông chủ khủng khiếp. Hãy mang Jonah đến cho người này và giao ông ta cho hắn. Ông đi đâu? Giê-xu không trả lời. Người đi theo các người đầy tớ vội vã đi ra bên kia khu vườn, về phía nhà của các nông dân. Những cái hang thê thảm của các nông dân tội nghiệp. Họ vào trong cái ổ chuột của Jonas. Ông này đã trở nên một bộ xương. Ông thở hổn hển, nửa mình trần, vật lộn với các cơn sốt trên cái chõng bằng sậy, mà nệm là một cái áo vá chằng chịt, một mảnh áo khoác làm mềm. Người đàn bà trẻ lần trước đã giúp ông, săn sóc ông như bà có thể. Jonah, bạn thầy, thầy tới tìm con. Thầy, Chúa của con, con sắp chết, nhưng con sung sướng được có thầy ở đây. Người bạn trung thành, bây giờ con được tự do, và con sẽ không chết ở đây. Thầy sẽ đem con về nhà thầy. Tự do? Tại sao? Về nhà thầy? À, vâng, thầy đã hứa với con là con sẽ gặp nhà thầy. Giê-xu đầy tình yêu cúi xuống trên cái giường khốn nạn của kẻ tội nghiệp, và niềm vui như làm cho Jonas tỉnh táo lại. Phêrô, con khỏe, hãy đỡ Jonas về. Và các con, hãy cho mượn áo khoác của các con. Cái chõng này quá cứng cho một người đang ở trong tình trạng này. Các môn đệ mau mắn cởi áo khoác của họ ra. Họ gấp đôi, chải ra, lấy vài cái khác làm gói. Phêrô đặt ông xuống, và Giê-xu đắp cho ông bằng chính áo của người. Phêrô, con có tiền không? Thưa thầy có, con có 40 đồng. Tốt, chúng ta đi. Can đảm lên Jonah, chỉ còn mệt một ít nữa thôi, rồi sẽ làm bình an lớn lao. Trong nhà thầy, ở bên cạnh Maria. Maria, đúng, ở trong nhà thầy. Trong sự kỳ quệ của ông khóc. Ông Jonah tội nghiệp, ông chỉ biết khóc. Chào bà, Chúa sẽ chúc phúc cho bà vì tình thương của bà. Chào Chúa, chào Jonah. Hãy cầu nguyện cho con. Người đàn bà trẻ khóc. Khi họ ra tới cửa thì đây, Doras tới. Jonah có một cử chỉ sợ và ông giấu mặt. Nhưng Giê-xu để một tay trên đầu ông và đi xa, nghiêm khắc như một ông quan tòa. Đoàn diễn hành thê thảm ra ngoài sân, đi vào lối vườn rau. Cái rừng này của tôi bán người đầy tớ cho ông, chứ không bán giường. Không nói một lời, Giê-xu quăng túi tiền vào chân ông ta. Doras lượm lấy, đổ ra đếm. 40 đồng năm hào, chả nhiều nhõi gì. Giê-xu nhìn trừng trừng vào mặt tên cai ngục tham lam ghê tởm. Đó là một cảnh không thể tả được. Người không nói một lời nào. Ít nhất, hãy nói cho tôi
là ông đã rút lời nguyền rủa. Giê-xu lại giáng xét cho ông bằng cái nhìn và trả lời vắn tắt. Tôi giao phó ông cho Thiên Chúa của núi Sinai. Rồi người đi thẳng tới bên cái trỏng do Phê-rô và An-rê khênh một cách cẩn thận. Đa-ras thấy rằng tất cả đều vô ích và sự luận phạt là chắc chắn, liền thét lên. Giê-xu, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Mì sẽ ở trong giữa các móng vuốt của ta. Ta sẽ làm một trận tự chiến với mì. Hãy mang cái bóng người đó đi. Bây giờ nó vô ích đối với ta. Điều đó đỡ cho ta khỏi phí tốn mai táng. Đi đi, đi đi, Satan đáng nguyền rủa. Nhưng ta sẽ điều động tất cả đại pháp đình chống lại mì. Satan, Satan. Giê-xu làm như không nghe thấy. Các môn đệ hoảng hồn. Giê-xu chỉ lo tới Giô-na. Người tìm những lối đi ít gập rền hơn, những đường còn trong tình trạng tốt, cho tới khi người tới một ngã tư gần các ruộng của Giô-ca-na. Bốn người nông dân chạy ra chào người bạn ra đi và chào Giê-xu. Người chúc lành cho họ. Nhưng đường từ Estilon tới Nazareth thật xa, mà họ không thể đi nhanh được vì gánh nặng thảm thương của họ. Trên lộ lớn không thấy một chiếc xe lớn nhỏ nào, không có gì cả. Họ tiến bước từ từ. Giô-na tựa như ngủ, nhưng tay ông không rời bàn tay của Giê-xu. Vào buổi chiều kia, một cái xe quân đội Roma bắt kịp họ. Nhân danh Thiên Chúa, xin dừng lại. Giê-xu nói khi giơ tay ra, hai người lính dừng lại. Dưới mui xe đã che lên vì trời bắt đầu mưa. Một quân nhân có hạn ló đầu ra. Ông muốn gì? Anh ta hỏi Giê-xu. Tôi có một người bạn gần chết. Tôi xin cho ông một chỗ trên xe. Không được phép. Nhưng lên đi. Chúng tôi cũng không phải là loại chó. Chúng tôi khác. Họ đẩy cái chõng lên. Bạn ông à, ông là ai? Rabbi Giê-xu Nazareth. Người sĩ quan nhìn người cách tò mò. Nếu đúng là ông, thì hãy lên, bao nhiêu có thể, chỉ cần là đừng để cho người ta thấy. Đó là mệnh lệnh. Nhưng bên trên mệnh lệnh còn có tình nhân đạo, phải không? Và ông tốt, tôi biết. Ê, chúng tôi lính tráng, chúng tôi biết hết. À, sao tôi biết được? Cả đến các cục đá cũng nói về điều tốt, điều xấu. Và chúng tôi có tai để nghe, để phục vụ Caesar. Ông không phải là Kitô già như những người trước đây kích động và phản loạn. Ông tốt, Roma biết, người này bệnh rất nặng. Vì vậy, tôi đem ông ta về nhà mẹ tôi. Bà sẽ không phải săn sóc ông ta lâu dài đâu. Cho ông uống tí rượu đi. Có rượu ở trong bình đó. Anh, Aquila, quất ngựa chạy mau lên. Và anh, Quintus, đưa cho tôi cái tầng mật ong và tí bơ. Nó là của tôi đó. Nó sẽ làm cho ông ta dễ chịu. Ông ấy ho nhiều, mật ong rất tốt để trị ho. Anh rất tốt. Không, tôi ít xấu hơn nhiều người. Và tôi sung sướng được có ông ở với tôi. Ông hãy nhớ tới Publius Quintilianus, thuộc đoàn quân nước Ý. Tôi ở Caesarea, nhưng bây giờ tôi đi Ptolemaide, có lệnh kiểm tra. Anh không phải là kẻ thù đối với tôi. Tôi, kẻ thù của những kẻ độc ác, không bao giờ của người tốt. Tôi cũng muốn tốt. Ông hãy nói cho tôi, đối với chúng tôi, người của vũ khí, ông rao giảng giáo lý nào? Chỉ có một giáo lý cho mọi người. Công bằng
thật thà, kiên gan, yêu thương, thực hành nghề nghiệp, không lạm dụng, ngay cả trong sự cần thiết cứng rắn của nghề lính. Hãy kính trọng con người, hãy tìm biết chân lý, tức là Thiên Chúa, độc nhất và vĩnh cửu. Vì không có sự hiểu biết này, thì mọi hành động không có ân sủng, và bởi vậy, không được phần thưởng đời đời. Nhưng khi tôi chết, thì những điều lành tôi đã làm sẽ là gì? Kẻ đến với Thiên Chúa thực, thì sẽ tìm lại được những việc lành này ở đời bên kia. Tôi sẽ sinh ra lần thứ hai. Tôi sẽ trở nên ông quan và có thể cả là hoàng đế. Không, anh sẽ trở nên giống giống như Thiên Chúa, bằng cách anh kết hợp với phúc lộc đời đời của người trên trời. Thế nào? Trong Olympe, nơi ở của các thần. Tôi giữa các thần? Không có nhiều thần, chỉ có một Thiên Chúa thực, đấng mà tôi rao giảng. Đấng đó nghe anh, nhận xét lòng tốt của anh và sự ước ao biết điều lành của anh. Tôi thích như vậy đó. Tôi không biết rằng Thiên Chúa có thể lo tới tên lính tội nghiệp bên ngoài. Chính người đã tạo nên anh. Vậy người yêu anh và muốn anh ở lại với người. Ê, tại sao không? Nhưng chả có ai nói với chúng tôi về Thiên Chúa. Không bao giờ. Tôi sẽ tới Caesarea và anh sẽ nghe tôi. Ôi, đúng. Tôi sẽ tới nghe ông. Nazareth đây rồi. Tôi muốn giúp đỡ ông nữa. Nhưng nếu người ta thấy tôi... Tôi xuống và tôi chúc lành cho anh. Vì lòng tốt của anh. Chào thầy. Nguyện Thiên Chúa tỏ mình ra cho các anh. Chào. Họ xuống và đi bộ. Chana, một lát nữa là con được nghỉ. Giê-xu nói để khích lệ ông. Chana mỉm cười. Ông càng lúc càng bình tĩnh. Khi chiều về, và sự chắc chắn rằng ông ở xa Doras, Gioan và anh ông chạy về trước để báo tin cho Maria. Khi đoàn diễn hành nhỏ vào tới Nazareth thì đã đêm, hoàn toàn vắng lặng. Maria ở ngưỡng cửa để chờ con mẹ. Mẹ ơi, Chana đây. Ông tới chú nhờ trong sự êm dịu của mẹ để bắt đầu nếm thiên đàng của ông. Sung sướng không, Chana? Sướng. Sure. Người đàn ông kiệt quệ thì thầm trong cơn xuất thần. Người ta mang ông vào căn phòng nhỏ nơi Giuse qua đời. Còn ở trên cái giường của ba thầy, chỗ này là mẹ thầy, chỗ này là thầy. Còn thấy không, Nazareth trở nên Bethlehem. Bây giờ con là Giê-xu bé tí ở giữa hai người yêu con, và những người này là những kẻ tôn kính nơi con, một tôi tớ trung thành. Con không nhìn thấy các thiên thần, nhưng các ngài bay lượn trên con với các đôi cánh ánh sáng của các ngài và hát thánh vịnh của ngày Giáng sinh. Giê-xu đổ sự êm dịu của người trên ông Giô-na tội nghiệp, càng lúc càng yếu đi. Dường như ông chống chọi cho tới giờ này để chết ở đây. Nhưng ông rất sung sướng. Ông mỉm cười, tìm cách hôn bàn tay Giê-xu và Maria và để nói. Nhưng sự kiệt lực bẻ gãy tiếng nói của ông. Maria an ủi ông như một người mẹ, và ông nhắc lại: Vâng. Với nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt hốc hác, các môn đệ đứng ở cửa ra vườn, quan sát trong yên lặng, cảm động sâu xa. Thiên Chúa đã chấp nhận sự ước ao lâu dài của con. Ngôi sao trong đêm dài của con đã trở thành sao mai muôn đời. Con viết tên của nó. Giê-xu nói. Giê-xu,
Lên Thầy, ôm Giê-xu, các thiên thần, ai hát cho con nhạc khúc các thiên thần? Linh hồn con nghe thấy nó, nhưng lỗ tai con cũng muốn nghe. Ai để con ngủ sung sướng? Con đã buồn ngủ biết bao, con đã chịu đựng biết bao, bao là nước mắt, bao là chửi rủa. Doras, con tha thứ cho ông, nhưng con không muốn nghe tiếng ông, mà con cứ nghe giống như tiếng nói của Satan. Gần bên con là kẻ sắp chết. Ai bao phủ tiếng nói này đi cho con bằng những lời đến từ trời? Và Maria bằng cùng một cung điệu của bài hát ru nhẹ nhẹ hát: Vinh danh Thiên Chúa trên trời cao thầm và bình an cho người dưới thế. Mẹ nhắc lại hai ba lần vì mẹ thấy Jonah bình tĩnh lại và nghe. Sau một lúc ông nói: Doras không nói nữa, chỉ có các thiên thần và có một bé sơ sinh trong máng cỏ giữa một con bò và một con lừng. Đó là đấng Messiah. Và con thở lại người cùng với người có Giuse và Maria. Tiếng nói tắt đi trong một tiếng ọc ọc vắn tắt và sự im lặng sau đó. Bình an trên trời cho người thiện chí. Ông chết rồi. Chúng ta sẽ đặt ông trong ngôi mộ nghèo của chúng ta. Ông xứng đáng được chờ đợi. Sự sống lại của các kẻ chết ở bên cạnh vị công chính là bà thầy. Giê-xu nói: tất cả thị kiến chấm dứt. Trong khi Maria An Phê bước vào, tôi không biết ai đã báo tin cho bà.
đã bảo tôi về nhà Chúa đi thôi. Nghe theo gọi mời của Chúa, vững tin vui bước ra đi. Rời xa tôi, còn tôi có Chúa đồng hành, Ngài sớt chia ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.